mật gì giờ chưa, nãy giờ chưa kể mọi người nữa không? Nói về bí mật thì thật ra thì thích có một nụ hôn giống trong phim. Là cái anh đu từ trên cao xuống á, cái anh đu ngược. Dạ đúng rồi. Thì em khó quá vậy. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em cũng chào tất cả các vị khán giả ở đây. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào bạn ấy. Mình tên là Bùi Minh Hoàng, năm nay mình 28 tuổi, mình đang là nhân viên kinh doanh của công ty gia đình. Và bây giờ em có thể giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Khánh Linh. Tuổi thì em giữa 27 với 28 tuổi, nhưng mà tâm hồn thì lúc nào cũng như 21 tuổi thôi. Em là nhân viên văn phòng, em làm tại công ty quảng cáo và truyền thông. Quê em ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn ba mẹ em thì là gốc Hà Nội, cho nên là trong một con người em thì em có hai cái văn hóa là Bắc và Nam. Nói chung người em gì cũng nửa nửa trơn á, tuổi cũng nửa mà quê quán cũng nửa nửa. Rồi bây giờ mời anh bên kia tiếp tục. Công việc cụ thể của bạn là gì? Dạ, công ty nhà em kinh doanh về nữ trang. Nữ trang vàng hay bạc hay là... Dạ, nữ trang vàng đó chị. Thì thế này không lẽ không có người yêu trời. Em có thể kể sơ sơ qua tình trường của em được không? Dạ, em cũng có hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em á, thì em đi nghỉ vụ. Là em quyết định là đi nghỉ vụ xong rồi về lập gia đình. Thì trong thời gian em đi nghỉ vụ thì có một cái biến cố, cho nên là hai người chia tay. Biến cố là cổ biến cố hay là em biến cố? Tất nhiên là cổ. Cổ phải không? Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai thì cũng quen nhau thời gian 1-2 năm. Vô tình là em bắt gặp thấy người đó đi với một người khác. Đi thôi mà, có gì đâu. Chẳng may bữa đó thứ bảy thì em hẹn người đó đi chơi. Cái lần người đó nói người đó bệnh. Xong em mới chạy đi mua thuốc. Thì đang mua thuốc xong quành lại nhà người đó. Thì thấy là người đó ra đi với người khác. Đi vậy nhưng là... có nắm tay gì không? Thôi vậy là hiểu rồi, người ta đã báo bệnh ở nhà mà ta đi với người khác còn không nó... phải bây giờ phải làm rõ chuyện này ra bởi vì đi nữa. Không có vấn đề gì cả, thậm chí chở người ta nói thứ bảy đi. Là máu chảy về tim mà thứ bảy mà báo bệnh nằm ở nhà, ta đi mua thuốc tới đi với người khác còn thắc mắc cái gì nữa. Thấy lý do này nó chưa ổn lắm. Nói chung là không phải là một lần. Đúng, cái không phải một lần thì được, nhưng mà thấy một lần là không được ha. Thôi bỏ qua đi. Lần hai mối tình đó. Bên đó mấy mối tình? Em có ba mối tình chính thức với lại một cái mối tình đơn phương thì cứ coi là ba rưỡi đi. Rồi ba rưỡi. Dạ. Cuối cùng chia tay cách đây bao lâu? Dạ chắc gần được một năm. Ngày hôm nay đến đây đem này theo chi? Cái gọi là ưu điểm của em đi ha. Em biết mỗi thứ một chút. Ví dụ như em biết bồi đàn và hát guitar nè, hoặc là em biết ảo thuật nè, rồi em cũng biết nữ công gia chánh hồi mỗi thứ cái chút luôn. Tức là không có cái nào mà nó hoàn hảo hết. Nói chung chị biết rồi, em cái gì cũng nửa thôi, chị hiểu mà. Và bây giờ mình có thể tặng mà cho em nói trước chút xíu ấy, là tại vì em hát thì nó không quá hay. Dạ, cho nên là mọi người chăm chú giúp em, em thấy nhiều người của em hơi hồi hộp. Không sao cả, một tràng pháo tay ủng hộ cho bạn ấy. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát trôi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mấy phen, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, người về mang theo dấu hiệu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Dạ thôi. Nửa vậy thôi đó hả? Em cảm giác thế nào? Hay khi nghe bài này. Dạ hay. Bây giờ em hỏi yêu cầu của bạn bên đó thế nào, thử coi mình đáp ứng được hay không. Ủa vậy yêu cầu của em như thế nào? Dạ em thích một cái người chân thật, hoạt bát, vui vẻ. Nói chung là lúc nào cũng nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực, năng động, vui tính. Cái mẫu người lý tưởng của em là bố em, cho nên là những cái mà em vừa kể vừa rồi là bố em có hết. Và bạn trai bên đây có muốn làm bố cô này không? Giống bố đó. Thì chắc giống thì em không giống được hết, nhưng mà chắc cũng được 70%. Em có yêu cầu gì quấy không? Nói chung là em cũng thích cái mẫu người là biết chăm lo cho gia đình. Không thích cái mẫu người mà xe xua, càng bình thường càng tốt. Cái lúc mà mình cần đẹp thì mình cần đẹp thôi. Bản thân em có những cái ưu điểm gì không? Ưu điểm của em thì em có thể chăm lo cho bạn gái được.
Giờ việc nhà thì người đàn ông cần làm cái gì ở nhà thì em có thể làm được. Ví dụ là em làm được cái gì? Thì điện, nước, lau nhà, quét nhà, giặt đồ. À, dạ. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người như thế nào? À, ngoại hình hả chị? À, ngoại hình. Dạ. Ra thì em không cần quá đẹp, với lại là không hói. Không hói. Dạ. Dạ, với lại là không. Em chào anh. Lý do tại sao không hói? Hối đâu có ảnh hưởng gì tới ai đâu. Dạ. Hối đâu có ảnh hưởng gì vào mình thế giới đâu. Dạ đúng rồi, thật ra thì hối thông minh. Em cũng biết cái điều đó, nhưng mà ý là nó thuộc về cái cảm giác ấy anh. Với lại là cao một chút, đừng có ốm quá, đừng có mập quá. Nói chung là em chấp nhận có bụng để ôm cho nó ấm. Rồi với lại sạch sẽ, đó, nói chung là em chỉ cần có nhiêu đó thôi. Dơ không được hả? Sạch sẽ cỡ nào? Dạ ý là đừng có bỏ bữa tắm nào nè. Đừng bỏ đánh răng. Có bỏ bữa nào không? Ngày em bèo lắm phải tắm lần. Ngày tắm lần có. Được rồi, vô đó thôi phải không? Dạ. Em nghĩ ra rồi em sẽ nói thêm. Rồi còn nữa à? Đó, nhu cầu như vậy đó ha. Nói chung là nãy giờ anh khai thác hết những cái gì mà cô gái bên đó muốn. Dạ, em tắm có lần. Cao mét mấy? Em cao 1m74. Em mà mình nhìn bạn này quen như có gặp ở đâu rồi á. Ngồi dưới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Ế vững bền đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ hỏi nè, bây giờ quen nhau khi nào cưới? Được thì tìm hiểu vòng 3 tháng. 3 tháng? Dạ. Nhẫn cưới có sẵn? Nói chung là đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi. Chỉ đợi là lấy nhau về ở đâu? Dạ ở nhà riêng. Ở nhà riêng? Có nhà riêng luôn rồi? Dạ ông nhà thuê á. Ông làm cho hụt hẫng không? Không, là em cũng là tỏ ra được là em vui vẻ. Đúng rồi vui đó. Vẻ. Nhưng mà thật chất là có nhà riêng không? Dạ, có nhà riêng. Nhưng mà cưới xong mới mua. À, tiền có rồi gì? Dạ. Ừ thì thảo nói vậy đi. Làm tôi hụt hẫng quá. Không bấm tôi bấm á, tôi nói trước rồi đó. Được rồi đó. Chị Duyên hả chị? Em có bí mật gì chưa, nãy giờ chưa kể mọi người nữa không? Nói về bí mật thì thật ra thì cái này em kể ra em cũng hơi ngại. Ý là em thích có một nụ hôn giống trong phim. Chỉ có con người nhện không chị? Là cái anh đó anh đu từ trên cao xuống á, cái anh đu ngược. Dạ đúng rồi. Thì em khó quá vậy. Đó, thì em á, anh treo lên kia kìa ha. Anh buông dây xuống, đu xuống đây vùng cái nha. Dạ dạ, nhưng mà thật ra thì em cũng hiện thực hóa nó rồi. Có nghĩa là cũng không cần phải đu dây đâu chị. Tại vì cũng khói, nói chung là hung ngược là được. Chẳng hạn như nằm trên sofa thì cũng ngược đầu nhau vậy đó. Chị nhìn em không chắc gì. Nay quay xong chương trình thì chị về chị kiếm người chị thử. Cái chiều này được. Hung ngược vậy đó. Được không? Ôi, được không? Được. Dạ, được. Dạ. Không biết. Cảm ơn em đã. Em có tật xấu gì không đó? Có bí mật rồi đó. Em có tật xấu, có bí mật gì muốn chia sẻ không? Dạ, thì em có tật xấu là bây giờ em còn ham chơi. Với lại em hay chơi game. Ok, bây giờ mình sẽ cùng giao lưu với người thân hai bên xem thế nào. Em đi với ai? Em đi với anh của em. Rồi, chào bạn. Anh ruột hay là anh bà con? Dạ, anh đi chơi chung. Vâng, em chào anh Việt Linh và chào chị Cát Tường. Chào em. Tôi chào. Sao em thấy cô bên đó thế nào? Em thấy nãy giờ là em gật đầu là muốn gãy cổ luôn rồi đó. Em gật đầu gãy cổ luôn hả? Nhưng cái quan trọng cái hợp tính hay không á? Em đi chơi với bạn em thấy có hợp được không? Em thấy bạn nữ này thì cũng là một người gọi là đặc biệt đó. Họ biết đàn ca hát. Còn Minh Hoàng thì thực ra Hoàng rất là hiền. Hoàng nó hiền lắm. Em đi chơi mấy năm nay em biết mà. Quen bạn nữ thì chỉ có bị ăn hiếp với lại bị bỏ thôi. À, thiệt không? Dạ thiệt mà. Rồi cảm ơn em. Mình có đi với người thân không em? Dạ có, em đi với mẹ với hai chị gái. Dạ chào cô. Xin chào hai bạn Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Hôm nay đi được đồng hành cùng với con gái tham dự cái chương trình thì tôi thấy rất là thú vị. Cô nhận xét gì về chàng trai ngày hôm nay? Thật ra những cái phút mà ít ỏi trên truyền hình ngồi đây thì chưa nói lên điều gì cả. Thì bây giờ chủ yếu là cái cảm nhận của mình, ngay cái cảm xúc và cái ấn tượng ban đầu khi mà kéo rèm lên á, để mình hãy nghe cái mách bảo của trái tim là chính. Đấy là tùy con quyết định, con cũng thật là thoải mái đi. Tại vì là sau cái buổi ngày hôm nay dù có bấm nút hay không bấm á, thì mình cũng có thêm một người bạn. Cảm ơn cô. Rồi nghe mẹ dặn chưa, nghe là tùy theo trái tim mách bảo. Dạ. Mẹ không có tạo áp lực gì cho em cả. Dạ. Bây giờ mình giao lưu với nhau để có thể thoải mái thôi. Còn bây giờ thì đúng như là cô nói, tùy trái tim mách bảo khi mà người ta kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện. Kéo màn.
Bây giờ thoải mái, hết hơi đằng sau vào để nhìn đối phương chúng ta. 2 phút bắt đầu. À, dạ em chào anh. Anh đừng nhìn em cười, anh hỏi em chỗ đi. Em hay ghen. Dạ em nói không thì không phải, mà nói có cũng không phải, nói như em nửa nửa đó, giống như Cát Tường nói, tức là em sẽ đúng lúc, đúng thời điểm. Anh thích như vậy chứ đừng có ghen quá. Em biết ảo thuật đúng không? Dạ. Anh cũng biết ảo thuật. Mà em biết có hai cái thôi. Thì cái gì anh cũng biết tí cũng giống em vậy đó. Có thể là mình, mình ghép vô coi nó nhiều hơn không? Dạ. Nói một câu gì đó tỏ tình với bạn gái thật là lãng mạn chút xíu nào, quay đầu ôm hôn gì đó. Thôi bây giờ em không nói, em hát được. Được, quá được chứ. Em xin hát bài Ngày Hạnh Phúc. Người đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông dài. Từ ánh mắt đầu trao nhau, lòng anh đã thầm yêu em. Từ hôm ấy anh bỗng thưa nhiều, nhìn mắt em nói lên bao điều. Chắc ngủ anh à? Không sao đâu anh. Vậy là cũng giống em một nửa rồi đó. Hết thời gian, chúng ta để tay vào một nút bấm. Các bạn đang đến những giây phút tôi nghĩ rằng hết sức là thiêng liêng trong cuộc đời. Phải suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận. 3 Hỏi đếm nữa. Nôn quá hả? Dạ. Nào, hai người nắm tay để cảm nhận giây phút thế nào. Chúc các bạn sẽ có những không gian thật là lãng mạn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ dạ dạ. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Gì la dữ dọ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em tên Mỹ Linh, năm nay 27 tuổi ạ. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở thành phố chị. Làm thành phố, quê Tây Ninh. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Dạ, chào bạn nữ bên kia. Dạ, em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường. Dạ, em ở quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ, em đang làm việc ở một công ty đón tàu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là đốc công anh. Dạ, đốc công viên giám sát công nhân nó làm. Dạ. Cũng là quản lý đó ha. Dạ. Ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe? Dạ, anh em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ. 30. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút. Em hay khóc. Ủa sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Thì em cũng là tính cũng hơi giống bạn nữ vậy. Trời ơi. Chơi mà có thiệt luôn trước hả? Em có xem một cái cặp mà cũng chuyên dự chương trình Bạn Muốn Hò, mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi, chị cũng có chồng rồi ạ. À. Thì xem cái cặp đó em cũng... Anh bảo vệ chị bán cơm đúng không? Dạ, chị bán cơm với anh bảo vệ. Dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc hay đúng rồi. Mình muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào? Dạ, khoảng cao 1m7 trở lên, có mắt to, sáng, với nụ cười đẹp của răng trởn đó chị. Trời ơi, có không anh Linh? Mắt có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ. Nụ cười đẹp. Cười hết. Này hả? Lúc đẹp lúc không. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi? Dạ, nụ cười giống anh là đẹp rồi. Cười giống anh. Bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha. Điều gì mà không thích người bạn trai? Dạ em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị. Với lại gia trưởng với lại cự cao á. Nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút. Với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị, tính nhỏ nhen hay tính toán chứ. Có đàn bà không? Có không anh Linh? Dạ không anh. Có gia trưởng không? Dạ không. Có tự cao không? Dạ không ạ. Thì các bạn nữ hồi nãy có quan nói là không lăng nhăng thì cái đó thì em chắc chắn không lăng nhăng. Tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi tường, cái vụ này nguy hiểm lắm á.
Dạ chị. Ủa sao vậy? Sao mà 30 tuổi mà chưa yêu ai? Là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu. Yêu để đứng, đứng lên coi, đứng lên coi coi có tiền không? Không cao, 1m7 lên được dạ, rồi. Dạ em 1m73 chị. Không mà liếc nữ có liếc nam không? Thấy nam thì cũng phải nhìn thôi chứ gì, nhưng mà gọi là cũng bình thường. Nhưng mà em thích trai hay thích con gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị, nói tới anh. Chắc không? Dạ chắc ạ, à. Dạ. Thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai, cũng nhiều người cũng nghi ngờ em, nhưng mà em khẳng định là em 100% chị. Theo em sao gọi là thương, sao là yêu? Khi mình gặp người đó xong mình có cảm giác rất là bồng bềnh, giống như là mình có thể là quên mọi chuyện. Gặp ai đó mà bồng bềnh chó ngợp là uống chai bia vô đó. Nói nghe nè, biết hung chưa? Dạ, dạ chưa ạ. Chưa hung luôn. Chúc tôi cho hung bên kia được không? Chắc có hồi hộp lắm á. Được. Trời ngon lắm chú Bộ, đừng có giỡn. Chờ chút xíu em coi coi. Ủa mà em có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ nếu mà tính tình đơn phương là em được 2 mối chị. Chưa chính thức luôn hả? Dạ có một cái chính thức ạ. À. Chứ có rồi. Chính thức bao nhiêu năm em? Dạ có 1 tháng anh. Trời ơi yêu nhau lâu ghê vậy đó. Ủa sao yêu có 1 tháng bỏ vậy? Dạ anh đó anh hay đòi hỏi lắm anh. Đòi hỏi gì ạ? Dạ đòi nắm tay nắm chân nha. Thì nắm tay bình thường gì đâu. Mà xa hơn chút nữa anh. Đòi gì nữa? Dạ hơn cái đó nữa. Hơn nữa. Dạ. Hơn thôi không hỏi. Anh này dễ thương lắm. Bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á. Em thích mấy người hiền hiền vậy. Sao không? Đừng có mọt chọt quá, đừng thấy gái mà lại nắm tay em chân liền em ghét. Nhưng mà họ cho nắm tay là được rồi nha. Dạ nắm thôi đừng làm gì nữa. Có hung nữa đó. Dạ thôi nắm tay không, thôi. Đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó. Nhau được không? Không tôi khỏi hà màn luôn. Dạ vậy cũng được. Hung được, hung được. À, bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không? Do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có 1-2 mối tình trở lại thôi. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, như sao nhìn dễ thương. Dễ thương rồi được rồi. Cô gái kia dễ thương lắm. Nè không tin tôi phải không? Bây giờ có đi với người thân không? Dạ em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ. Rồi chào chị. Dạ em là chị dâu của bạn Cường. Nhìn em thì rất là dễ thương, có duyên. Hôm nay hai bạn mặc trang phục là rất là hợp. Thôi để ý tới trang phục luôn đi. Chị mà để ý kỹ lắm. Rồi em nghe kế tiếp coi sao. Dạ con là cháu của chú Cường ạ. Cháu hả? Dạ. Cháu thấy thím bên này sao cháu? Dạ con thấy thím bên này dễ thương á, hợp với chú của con ạ. Con thấy cái tính tình cũng vui vẻ, cũng hòa đồng. Chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì để đi làm vậy thôi, không có thời gian. Cho nên là chưa có tìm hiểu với bạn gái. Chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu ạ. Đúng rồi, cơ hội của chú nha chú. Chú phải nắm bắt á nha. Rồi, dạ. Bạn gái dạ, đi em, với ai? Mình có đi với ai không? Dạ em đi với em gái với anh rể của em chị. Rồi, bên chị dâu, bên anh rể. Dạ, chào chị Cát Tường với chú Hương Linh. Dạ, chào anh bên đây luôn ạ. Con khỏe không? Dạ, con khỏe lắm. Chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Dạ. Con thấy sao con? Con thấy hôm nay anh cũng được. Anh dễ thương á. Chút nữa bấm nút nha. Có yêu cầu anh trai, anh rể gì không? Chị em hiền lắm, anh đừng ăn hiếp chị. Anh thấy anh cũng hèn lắm nên chắc có vấn đề đó, chắc em yên tâm đi. Em nghĩ chắc chị em ăn hiếp ảnh. Hai bên bên nào cũng được hết trơn á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi kéo màn lên người, đi mạnh dạng lên nha. Em chào anh ạ. Em có món quà tặng anh. Hả? Cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em. Dạ, chúc em cũng ngày nào cũng xin yêu bó hoa này nha. Dạ em cảm ơn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em dễ thương quá. Dạ. Đúng như nãy giờ chị Tường nói thì đúng là dễ thương ạ. Cái chương trình này thì anh cũng mới biết cái nay 4-5 tháng thôi. Thì tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để tìm vợ trên chương trình này, nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi nói ồ chương trình này quá hay quá ý nghĩa nên anh quyết định tham gia chương trình này. À. Thấy ảnh nụ cười anh đẹp không em? Dạ được vậy. Thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha. Dạ, miễn cười đẹp anh được rồi. Tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ gặp mà mấy bạn á, nữ á để mà mình mạnh dạn tỏ tình thì anh rất là kém cái phần đó. Em thấy anh nói chuyện cũng vui mà, thấy cũng cởi mở. Nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được. Dạ, mẹ em cũng hối lắm rồi nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình với lại người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới ạ. À, ủa sao em giống anh quá, tại vì anh bây giờ thì má anh cũng mong mỏi hàng ngày luôn là và đó là lý do nhất, và lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt.
Có gia đình anh thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? À, cái vấn đề nhà, việc nhà thì anh làm được. Dạ. Nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước, sửa điện, thứ anh đó làm được, ok. À, em đang tìm người biết sửa điện, sửa nước. Ủa, bạn nam biết nấu ăn luôn hả? Dạ. Wow, nấu món gì ngon nhất? Dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ. Trời ơi, đổ bánh xèo luôn. Vậy là giỏi lắm rồi. Muốn trai con gái gì nói luôn đi. Con muốn thì... vợ quá mình phải nói hết đi chứ em. Dạ, muốn con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng 3 con đứa. Em thích 3 đứa à. À, phải có ít nhất điều kiện ít nhất phải có một đứa con gái. Dạ, em thì em thích con trai. Vậy nếu mà mốt mà xin con gái thì anh sẽ đặt tên, còn nếu mà con trai thì em đặt tên được. Dạ. Dạ, anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ. Hát trước đám cưới hay là hát trước mọi người đông như thế này anh chưa hát bao giờ. Giờ làm thử đi, làm thử ra đi. Cho nên suy cho cùng thì anh nên nằm bỏ quan, không bên Tây bên Tàu mà trở đi hướng Việt Nam. Anh cầm đón chẳng sang chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Trời ơi trời. Ông hát mà ông căng thẳng dễ sợ. Lúc nào mà vợ buồn thì buồn là hát nha. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ anh cho em giữ không vậy? À, thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ. Nhưng mà anh thì tự nhận anh quản lý tiền anh rất là kém. Em cũng kém luôn anh ơi. Để chị giữ cho. Để anh với Tường giữ cho. Rồi cần gì lấy cũng được. Thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Quá xuất sắc. Em á, về ngoại hình là em ốm lắm, em xấu lắm. Nhưng mà em không phải là một người yêu lý tưởng. Nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ. À. Bạn trai nói một câu gì cho bạn nữ tự tin đi. Đẹp đấy. Dạ, nhiều có ai nói gì không? Dạ có ạ. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ. Sợ bạn nữ không bấm nút hả? Dạ. Nào 3 2 1 hết thời gian. Bạn nữ lại bấm nút. Mừng quá. Có vợ rồi, có vợ à, rồi. Đây, cầm tay vô. Rồi, không đi em. Nụ hôn đầu đời của em á. Này cũng đầu đời của anh luôn mà. Trời ơi, càng có tay quá vậy ơi. Đồ đầu đời mà lâu lâu thì nào tôi nói buông mới buông nha. 2, 3 im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa chưa đụng hả trời, bạn gái nó chưa trời đụng ơi, chưa đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Chừng nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im, im luôn. Thôi hổng quá. Thôi hổng quá. Im có cái vụ này lắm nha. Tập này như là kiếp trước gặp nhau rồi nè. Coi kỹ trời ơi, xứng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ, được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ờ. Cũng được. Được ha. 3 ngày được là gọi tôi nha. Dạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên em cũng gửi lời chào và là chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường, người bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Phương Khanh, 27 tuổi, đến từ Cà Mau. Hiện tại em làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Em là nhân viên sản xuất cho công ty sản xuất về mặt hàng điện tử. Dạ, hôm nay em đã đến chương trình cũng gửi tới món quà cũng 2 tháng rồi. Do chương trình hẹn em lần đầu là do người bạn gái mẫu cuộc thừa. Lần thứ hai bạn công việc gì đó là hai món quà này em đã chuẩn bị 2 tháng. Món quà tuy nhỏ nhưng cũng là tấm lòng của em gửi đến anh chị. Em mong anh chị... Rồi, anh sẽ nhận giùm chị Cát Tường. Dạ. Chút chị qua mà đưa chị ha. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều món quà này. Món quà của em cũng có ý nghĩa về sức khỏe. Nói chung là cho mùa đông thì sắp tới thì cũng lạnh thì... Nhưng món quà của em là tốt cho sưởi ấm. Là những món quà của em là dầu nóng.
cho sức khỏe cho anh chị khỏi phải lạnh trong mùa đông. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Lê Kim Sâm, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở phòng khám Hữu Nghị ở Gò Vấp. Em đến từ Quảng Ngãi. Dạ. Ủa, em làm ở khoa nào trong chỗ phòng khám? Dạ, em làm khoa dược ạ. Rồi, hỏi bạn nữ đi. Hôm trước chương trình tính cho hai bạn gặp mà bạn... Mình cũng hỏi bạn nữ, bạn có phải là người mẫu quật thừa lần trước không bạn? Dạ, đúng rồi anh ạ. Ồ, vậy bên nay khỏe hẳn chưa em? Hôm nay hôm nay bạn sức khỏe được tốt chưa bạn? Dạ, cũng đỡ rồi anh, cũng khoảng 90% rồi ạ. Rồi, bạn nữ, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về con đường tình duyên của mình đi bạn. Nó lận đận long đong thế nào mà bây giờ vẫn ế? Dạ thì em cũng trải qua một mối tình đầu tiên thôi ạ. Thì cái mối tình lúc đó là em đang là sinh viên năm đầu. Thì quen anh đó cũng lớn hơn em 3 tuổi thôi. Thì giống như là một số lý do là tính tình của hai đứa không có hợp nhau. Dạ, nên là chia tay cũng được hơn 2 năm rồi. Thì cái công việc của em á, tiếp xúc với mọi người cũng rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ là duyên chưa tới nên em chưa có quen ai được ạ. Cái này là nhân duyên dành cho bạn đó. Tại vì những người mà tham gia chương trình đó, là chúng tôi phải trải qua, phải mời lên để mà gặp. Rồi nó tìm người đúng yêu cầu của các bạn. Rồi tìm đúng rồi, tới ngày hẹn hai bạn lên. Bệnh, bọn đó là chương trình vẫn chờ cái ngày mà hai bạn rảnh rỗi, đó là cái duyên đúng không? Đúng sắp xếp được công việc mọi thứ, sức khỏe ổn định, ngồi đây gặp nhau, duyên vẫn còn đó. Không biết là hôm nay bạn có nắm bắt được hay không nha. Rồi mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Với em á, thì từ trước tới giờ em sống chung với gia đình nên cái tính của em á, nó cũng hay còn con nít lắm. Em muốn tìm một người thật sự là chững chạc mà chỉnh chu, để có thể giống như là anh có thể là dạy được em. Dạ, nói em nghe được á. Dạ. Trời ơi, bạn trai bên kia có muốn dạy bạn nữ không? Dạ, trong cuộc sống thì nói chung là dạy thì mình cũng không nói được tiếng gọi là dạy những điều sai. Lẽ phải thì hai người cùng tâm sự và đúng chia rồi. Sẻ lẫn nhau thôi chứ dạy thì không có ai quyền để dạy. Đúng rồi, hay đấy. Bạn không thích điều gì ở bạn nam? Dạ, bạn nam đừng có quá gia trưởng. Người Cà Mau có gia trưởng không bạn? Dạ. Không, dễ không gì. Không đâu, dễ gì, miền Tây, miền Tây mà. Đừng có nói nhiều quá anh. Đây chắc không nói nhiều lắm đâu. Không, chứ em nghĩ anh này nói nhiều lắm đây. Sao vậy? Sao tự nhiên em đoán chưa thấy người ta mà biết người ta nói nhiều? Tại cái lúc vô anh giới thiệu á, em thấy anh cũng nói hơi nhiều. Nhưng mà cái này là cần phải như vậy, em muốn như vậy. Dạ, giống như là cái chuyện gì mà cần nói thì mới nói, còn không cần thì thôi. Không, anh đã qua anh khớp, anh rung rồi, anh nói vòng vòng cái món quà anh thôi, đâu có gì đâu. Mùa đông nên tặng dầu nóng là đúng rồi. Sao bạn trai? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì lúc mà em 18 tuổi. Và mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Sau này em biết ra là người đó là có công ăn việc làm, nói chung là ổn định gần nhà. Thì người đó thì lựa chọn như vậy rồi báo tin cho em. Vậy là lần đó tới giờ em không quen ai hết. Buồn quá. Dạ. Thôi chuyện cũ mình bỏ qua đi em. Bỏ qua chuyện cũ đi ha. Dạ. Bây giờ mình hâm nóng tình yêu bằng dầu nóng đi. Bà muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em thì cũng không đặt ra vấn đề về bạn gái cao hết. Em thì muốn có một người bạn gái là nghĩ về gia đình nhiều chút. Là cho, nói chung là em từ nhỏ em tự lập, em không có lo lắng cho gia đình, cho ba mẹ em được nhiều. Thì sau này á, thì người bạn gái thay mặt em thương yêu ba mẹ em, cũng như thương yêu ba mẹ bên gia đình bạn gái. Như vậy em cũng cảm ơn lắm rồi. Dạ. Bây giờ mình có, nãy mình nói về tính cách rồi ha, không thích gia trưởng, bây giờ về ngoại hình. Mình có đặt ra cái chuẩn bạn trai của mình là mẫu người như thế nào không? Dạ thì em cũng không có đòi hỏi cầu kỳ lắm, em chỉ cần ảnh cao hơn em thôi. Cao khoảng 1m68 trở lên là được. Ừ. Dạ. Mặt rồi. Mũi cái giờ cao to. Nhìn được là được, chị nhìn được là được. Đương nhiên chị nhìn là phải được rồi. Mắt chị đâu có vấn đề. Sao không được phải không? Vậy được rồi, chị coi đi, xong có gì chị nói với em. Đâu có được, biết ý em sao chứ, chị coi vậy là ý chị rồi. Chào chị. Rồi chị thấy anh này anh được dễ sợ luôn em. Thôi em ngồi đi được rồi, em ngồi đi. Cảm ơn em nha. Dễ thương quá trời dễ thương. Không, dễ thương thiệt chứ không phải vậy mà dễ thương đâu. Nhưng mà bây giờ bạn có cái điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Em không thích chỗ phụ nữ xe xua với lại nhiều chuyện. Như ví dụ như chuyện trong nhà thì nói chuyện với nhau thôi, đừng có nói chuyện người khác. Vậy thì em không thích. À, bây giờ mình chuẩn bị tới kết hôn chưa? Dạ, có thể sớm nhất là cuối năm nay hoặc đầu năm cũng được. Vậy ha. Dạ, tại vì trong gia đình của em cũng nôn để cho em lập gia đình. Rồi. Đến qua anh coi đàn gái sao nha. Tình hình tiến sớm là được càng tốt. Chào anh. Dễ thương quá. Nãy giờ em nghe ảnh nói em cảm nhận sao? Em thấy giống như là người em đang cần tìm à. Dạ. Anh dễ thương lắm. Dạ. Anh thấy anh hiền lành lắm á. Dạ. Rồi, giờ cưới liền được không?
Dạ, cho em thời gian tìm hiểu đi ạ. Nhiều bao lâu? Thì khoảng 6 tháng đến 1 năm là được. 6 tháng nha. Được rồi. 6 tháng được á. 6 tháng. Hôm nay mình đi có ai giao được 6 tháng không? Dạ có, em đi với sếp với lại mấy bạn ạ. À, chào chị. Xin chào hai MC rất là dễ thương, Quyền Linh và Cát Tường. Dạ, chào tất cả khán giả trong trường quay. Thì em Sâm là làm việc với tôi cách đây cũng 2 năm rồi. Theo tôi đánh giá thì cái cô này rất là dễ thương mà làm việc rất trách nhiệm. Rất là sợ gia trưởng. Dạ, con công việc nhà con giỏi lắm, con nấu nướng này kia cũng được, con không gia trưởng. Cô ủng hộ mối tình này không con? Cô thấy là dễ thương được, nhưng mà quan trọng là cái cảm nhận của cô bé này. Dạ. Dạ cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với người bạn đồng nghiệp và ba nuôi. À ba nuôi. Rồi chào bác. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào ekip chương trình, khán giả trường quay. Sao nhận làm con nuôi bác? Cháu nó ở gần, thấy cháu nó ngoan, rồi là nó đi làm này khác nó chịu khó anh. Thế mà về nhà nó cơm nước này khác nó giỏi. Thì thấy nó ngoan ngoãn thì mình nhận nó con cái, rồi nó cũng coi như là quan tâm đến gia đình, nó cũng như là con cái trong nhà. Nói chung là đến cái chương trình này là các cháu có nhiều cái thuận lợi. Vì mọi cái yêu cầu của các cháu là ban cố vấn chương trình người ta cũng coi như là tìm hiểu kỹ. Và các cháu ít nhất là đạt đến trên 50% những cái yêu cầu lớn của các cháu rồi. Thế còn những cái nhỏ nhỏ thì từ từ các cháu khi về sống với nhau thì rồi dần dần những cái nhỏ ấy thì rồi mình sẽ tự chia sẻ, san lấp nó đi. Chứ còn không thể có những cái mối tình nào mà ngay từ đầu chúng ta tìm nó đẹp cả được. Theo bác nghĩ rằng là đã đến đây thì là các cháu được. Thế còn quyết định là các cháu. Rồi, cảm ơn bác. Cha nuôi nói vậy cũng tốt ha. Dạ, cũng cảm ơn ý kiến bạn. Của bạn không? Em có đi với bạn đó, phải không em? Dạ, bạn đồng nghiệp ngồi kế bên ba. Cho hỏi ý kiến của bạn tí. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em nhận xét. Chào khán giả. Theo em thì em nhắn nhủ với anh Khanh một lời là phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ nha. Cô gái bên này là rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Ngắn gọn mà xúc tích đầy đủ ý nghĩa. Được đấy. Rồi, nào, bây giờ cho hai người gặp nhau đi. Dễ thương đấy. Nào. Chào anh. Lần đầu gặp em thì anh có món quà tặng em. Món quà của anh cũng không có giá trị gì vật chất cho mấy. Thì nói chung đây là cái giá trị tinh thần và sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Tặng em. Dạ. Tâm lý quá. Rồi, thì nói đi bạn. Cuộc gặp em thì anh cũng cảm nhận là thấy em dễ thương. Cũng đối với anh là được 90% trong cái ánh nhìn của anh. Còn về em suy nghĩ về anh như thế nào? Em thấy giống như anh là hình mẫu mà em đang tìm. Rồi đâu mà. Cảm ơn. Hơn 90% bên như đang tìm. Rồi. Vậy thôi mình tính tới chuyện tương lai đi. Kế hoạch của mình sau này định hẹn hò sao rồi kết hôn. Em nghe nói anh ở Đồng Nai thì cái khoảng cách nó cũng hơi xa. Có thể những ngày anh nghỉ, ngày anh rảnh anh sẽ dành thời gian hết cho em. Tính em hay suy diễn lắm. Nhiều khi em giống như là em hay giận hờn lắm. Tính còn trẻ con lắm mà không biết anh có chấp nhận được không. Gì căng thẳng tháo kiến nào trời. Cũng không có gì để khó khăn đâu em. Nếu mà yêu nhau thì xa, lâu gặp một lần nó mới quý. Chứ gần nhau hoài anh thấy không có chuyện gì để vui. Không có chuyện gì mà để... Cái gì vậy? Ủa đây lâu mốt vợ chồng ở nhà hoài rồi sao? Không phải, nói do hoàn cảnh bây giờ á, công việc. Người ta có người phải đi nước ngoài làm ăn, có người ở trong nước cũng chờ đợi như vậy. Anh với em thì trong nước Việt Nam cũng quá gần rồi. Cũng không, nói chung là không có khó khăn gì cho mấy đâu. Giờ em thấy con tim mình thế nào Khanh? Dạ em có cảm động, rung động lắm rồi. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Con tim mình nó như thế nào? Hồi hộp. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Rồi nào, đặt tay ra sau nút bấm. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là thời khắc quan trọng nhất. 1 2 3. Bấm con mắt, bấm mắt vợ. Bọn trẻ bây giờ. Sao bạn nói sao, bạn trai nói sao, Thành nói sao quá. Bấm sớm chứ không bấm sớm mắt vợ. Dễ thương mà. Nắm tay nhau đi bạn.
hôn không hôn mất vợ luôn á. Không hôn mà cho anh ôm. Cho anh ôm cái đi kìa. Thôi được rồi anh. Mình né như vậy. Anh đâu có hôi đâu. Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Prilus. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn. Đây, một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nắm chặt tay nhau đi xem phim nào các bạn. Không buông đâu. Không buông nha. Rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chú Huyền Linh, cô Cát Tường và quý vị khán giả và bạn nam sắp ra bên kia. Rồi, ngồi xuống đi con. Chào bạn nam sắp ra rồi ha. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, giới thiệu đi, bạn trai ra rồi đó em. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Và em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre. Hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ. Cầu đặc biểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Ủa, em muốn giấu không biết cái ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Dạ. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chút chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm một nước nữa. Hay bạn nướng. Chỉ muốn nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tới lúc đó thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính một xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa. Nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á, thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai. Nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị. Nhưng mà em do em ít xài á, mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai. Đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải không? Chính vì đẹp trai nên em chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn. Dạ. Mê gái ấy, đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em đã phải gu chị, phải để cô bên này, cô nhận xét chứ. Sao rách rưới quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tới bước run vậy. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Rồi chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ được chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? Dạ không, em nói giờ ít coi phim luôn chị. Nhưng mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đất cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên nè, nó dễ nói chuyện. Chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Thích đất là nhịp tim mới tăng á chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Thích radio á chị. Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ghê 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 ghê. Đẹp trai võ công cao hả? À?
Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim nó tăng cao rồi. Máu gì nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nếu mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Đây đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để anh lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Để qua bắt đàn gái hít đất luôn. Xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ô vậy à, cảm ơn con. Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn đó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm đó. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, 100%. Hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình. Phải không? Hay người ta làm mới đứng chơi game đi. Game rồi bỏ rồi anh ạ. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng mà. Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ, em... gia trưởng bên... là dạ, dạ bên tay phát âm sai. À. Dạ. Không, bạn này không gia trưởng đâu. Bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo. Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn có duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi, cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền. Cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con cô một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Dạ. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông mới tới rồi. Rồi, cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em ạ, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á. Thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào. Chào
Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? Chào bạn, mình có món quà tặng. Anh em đi, anh em đi, nó thân mật. Anh không biết là em có thích quà gì, nhưng... Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ thích nữa nè. Gì vậy? Có cái đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên của bạn về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. Em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chắc con nôn quá. Có. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ xem. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tây tan một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ, ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta... có hẹn hò được á thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từng anh thường chị quê, mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm? Điều chuông thì sao ghế? Rồi đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó, tại bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Quế Anh ạ. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy làm sao? Nhìn thì nó đập nhanh hơn, cũng nhìn xa hơn, chứ đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái ấy không? Để tôi cầm giùm cho. Dạ. Nhớ tại em nha. Ừ. Thôi nắm tay hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là tới tim anh nó đập đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à? Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm để... hồi ông bấm không được cho coi. Một.
2 3 Hết thời gian. Sao bấm chậm vậy, làm anh hết hồn kìa. Em báo không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn hôn ai? Dạ hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. À. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi không quên được. Dễ thương quá. Được không cô? Tụi nó xin hôn nhau cô cho không? Không rồi, cậu chưa cho. Ủa không gì? Rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ con. Hôn mẹ hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô từ hôn lên má. Kỷ niệm sắc sâu vào tim. Hôn từ lại. Từ nắm tay vô. Hôn từ từ, chị nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị. Hôn vô. Hôn từ... Để ra Y Nguyên, để Y Nguyên đúng không? Để Y Nguyên hít, hít vô, hít sâu. Dạ. Nó hôn đầu tiên mà. Hít. Đó đi chưa? Cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Công nhận nó hết thấy thương luôn. Hết thấy thương kìa. Hẹn đến cưới hai đứa rủ anh đi nha. Dạ không quên anh được. Mời bạn nam. Oh. Rồi chào bạn. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình trước đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh bên kia rào ạ. Em tên là Tống Thị Ngọc Tuyền. Em 28 tuổi nhưng mà trong giấy khai sinh em chỉ có 26 tuổi thôi. Em hiện tại là đây là nhân viên bán thuốc, quê em ở Đồng Tháp ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. MC Quyền Linh, chào em. MC Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả ở trường quay. Em là tên là Anthony William Hồ. Hả? Cái gì? Anthony, Anthony William Hồ. Yes. Anthony William Hồ. Yeah. Tên Việt Nam là Lâm Văn Hổ. Là công việc của em là chăm sóc mảng về lớp xe. Anthony William Hồ. Dạ. Tên là Hổ. Dạ. Quê ở đâu em? Quê em ở Trảng Bàng, Tây Ninh chị. Trảng Bàng, Tây Ninh. Dạ, nhưng mà hiện tại là em đang sinh sống tại quận 12. Công việc của em thì tối ngày thì chỉ có đi thị trường với lại gắn bó với những cái mỏ với lại lớp xe rồi không. Nên bởi vậy là khi mà tìm kiếm mối quan hệ nó cũng hơi hạn chế. Mỏ gì em? Dạ, mấy cái mỏ với như mỏ than, mỏ đồng, đồ cả thứ á chị. Nhưng mà tự nhiên sao em có cái tên lạ vậy? Ai đặt cho em cái tên kia vậy? Là do là bên của sếp của em là ông James với lại ông Martin luôn nói là làm thị trường với lại bên của mấy công ty khác cũng như là bên nước ngoài thì bắt buộc phải có một cái tên là của ngoại quốc một chút xíu nghe cho nó Tây Tây. Mà em cũng Tây Ninh nữa nên mới vậy chọn luôn cái Anthony. Ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, về phần ưu điểm với lại khuyết điểm của em á thì em nghĩ là ưu điểm với khuyết điểm của em cái hai cái nó là một à. Tại vì là khi mà em làm việc cái vị á thì em cũng có một cái quan điểm là làm hết mình. Khi mà hoàn thành công việc thì xong thì thôi. Nhưng mà đôi lúc mà làm việc á thì em cũng có hơi khó tính một chút xíu với lại mọi người. Là em muốn cái công việc của em phải hoàn thành cách hoàn hảo nhất. Khó quá, người ta nói là ông nó khó ưa lắm. Làm việc mình phải ra làm việc, anh cũng vậy đó. Không, anh cũng hay quạ quọ trong lúc làm việc. Coi như là ưu điểm là cũng khuyết điểm luôn á ha. Dạ dạ. Rồi, bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là vui vẻ, hòa đồng, biết chia sẻ và thông cảm ạ. Còn khuyết điểm của em là nhát, sợ gặp người lạ lắm ạ. Người khác nó lớn tiếng á, hay làm cho em giật mình. Cho nên là đó là khuyết cũng là khuyết điểm của em ạ. Đó rồi, nói lớn tiếng là em giật mình hả? Dạ. Chung là hơi yếu đuối, cái gì cũng sợ dạ, chứ phải không? Tại vì tính của em là hơi bị mềm mỏng, nhỏ nhẹ. Sợ bạo lực, đúng không? Dạ. Rồi, cái tình trường của mình là như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là mới cho người đó cơ hội thôi. Mối tình thứ hai là em quen người đó cũng được 2 năm. Xong rồi người đó đi hợp tác lao động nước ngoài, rồi có người khác, thế là chia tay. Trời ơi buồn dạ. Vậy là đi rồi đi luôn đó, xa mặt cách lòng luôn đó. Dạ. Thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai, họ có bao nhiêu mối tình? Tình trường của em thì em cũng có được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời sinh viên. Thật sự là 2 mối tình của em đều kết thúc hết á, là do là thứ nhất là tuổi trẻ,
Cái thứ hai nữa là năng lực tài chính của em lúc đó nó chưa có được đáp ứng đủ cho cái gia đình của phía bên của bạn nữ. Bây giờ công việc ổn định, kinh tế ổn định chưa? Dạ, nay là công việc giống như là kinh tế ổn định rồi, nên bây giờ là em cũng muốn tìm cho mình một nơi để cho mình làm xây dựng một cái tổ ấm. Với lại một phần nữa là mấy đứa bạn của em đấy, nó nói em ế quá. Lý do em có biết không? Hàng ngày em chỉ có cái công việc và đi lên mỏ, đa phần cái mối quan hệ của em nó là tiếp xúc với lại nam là chính. Mình sẽ tìm một người yêu lý tưởng như thế nào hả bạn gái? Dạ, thứ nhất là trung thực, không lừa dối. Thứ hai là người có bản lĩnh. Về ngoại hình em muốn người như thế nào? Da ngăm ngăm giống như là ca sĩ Đa Nguyên, nhìn men. Da này ngăm luôn á. Ngăm luôn, ngăm đen luôn. Tụi như than được không em? Quảng Ninh đó. Em không thích mẫu bạn trai như là râu quai nón. Nhìn theo cảm nhận của em thì nhìn dăm dăm sao đâu á, em không có chịu. Cái gì? Râu quai nón sao? Nhìn có vẻ dăm dăm cho nên em không chịu ạ. Của mấy người râu quai nón là dăm hả? Dạ. Mấy người râu quai nón người ta hiền lắm á. Bên đây không có râu quai nón mà có một cái râu nhỏ nhỏ ấy. Em nhớ Hồng Tơ không? Dạ nhớ. Đó, ảnh có râu vậy có sao không? Dạ không sao. Râu tài đó. Râu đó là râu tài được à. Dạ. Rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai là tập gym, nhìn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn em cảm giác như là giống như con vượn vậy á, em sợ. Trời đất ơi, người ta cơ bắp cuồn cuộn mà nó giống như con vượn. Khổ ghê, ta tập gym cho có sức khỏe em ơi, ta mới che chở bảo vệ em được. Có bụng hơi phệ phệ tí xíu thì cũng được. Thả thức bụng phệ hả? Dạ vừa thôi anh. Vừa phệ thôi. Dạ. Hói thích không? Em không thích hói đâu. Cao khoảng 1m65 trở lên là được ạ. Không thích tóc xoăn giống như người châu Phi ạ. Cái gì em cũng không thích thì hói. Dạ, đó là lý do vì sao mà em khó có thể tìm được một người hợp với nhãn ý của em ạ. Xoăn cũng không được nha, hói cũng không được quá. Xin giới thiệu với em Anthony William Hổ. Không có những gì mà em không thích hết, chỉ có chút xíu hầm râu thôi. Đại diện nhà trai Lulu Linh xin xác nhận. Cái gì Lulu Linh là gì? Cũng có tiếng nước ngoài vô Lulu Linh. Ủa, Lulu là con chó mà. Thế lộn tên rồi. Anh thì cũng có đôi lúc có xí tào lao đó em. Gì? Có tào lao nữa hả? Có tào lao. Tại vì công việc thì nó cũng có nhiều cái nó bị áp lực. Nhưng mình muốn làm cho mọi người có một cái không gian là luôn luôn nở cái nụ cười hết. Cho nó vui đúng không? Thì cho nó vui. Nhưng mà lúc mà mình làm cho mọi người vui quá thì hả? Tao nói mình tào lao. Tao nói mình tào lao. Mình hơi tăng tào thôi, có tào lao gì đâu. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì bây giờ hiện tại em muốn tìm một mẫu người bạn gái. Lúc nãy là em có nghe bạn nói là bạn làm bên phía bên dược. Cái nghề đầu tiên của em là khởi đầu bằng dược. Nếu như bà bạn gái ở bên kia là có kỹ năng bên dược thì sau này em có thể hỗ trợ cho bạn để phát triển cái ngành dược lên nhiều hơn. Mở cái tiệm thuốc bán ha. Em có thể mô tả chi tiết mà người yêu em muốn như thế nào? Em cũng không có cầu kỳ là bạn đó phải quá đẹp, quá xinh hay gì hết. Với một cái nữa là hiểu chuyện. Bao lâu nữa thì em lập gia đình được? Càng sớm càng tốt. Sớm thì, là bao lâu nữa? Thì trong năm nay cũng được. Trong năm nay em đã sẵn sàng mọi thứ hết. Sẵn sàng hết mọi thứ rồi, em cũng tự tin. Rồi. Điểm gì em không thích ở người phụ nữ? Đụng cái gì cũng càm ràm. Không thích càm ràm. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy cô con gái cũng rất là dễ thương. Cái như cụ thể em muốn là cái hình dáng người con gái thế nào? Coi bên đây có giống không? Nếu như mà chiều cao thì khoảng 1m60 là ok. Trên dưới cũng được, không sao. Được rồi, ngon. Dạ, vui tính. Dễ thương, rất vui. Em không có quan trọng là tóc dài hay tóc ngắn. Có một chút cá tính thì ok hơn. Có. Dạ. Sao thích dáng người như thế nào? Em nghĩ là giống như chị Cát Tường là ok nhất. Cảm ơn em. Dạ, không có, tại vì chị Cát Tường là hội đủ đầy đủ hết các tố chất của người phụ nữ của Việt Nam mà. Dạ. Thời lần đầu tiên tôi nghe. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em ạ. Rồi cho chị gặp chị ruột của em nha. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Và em chào quý vị trong trường quay. Em là Mỹ Duyên, là chị của Ngọc Tuyền. Thì đến tuổi cũng cập kê rồi, cũng lập gia đình để cho nhà cũng an tâm. Hôm nay nếu mà anh Quyền Linh và chị Cát Tường tác hợp cho hai em được thành công, gia đình em cũng cảm ơn anh chị. Nhận cái đầu heo ha. Dạ. Chị thấy bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì cũng được. Dạ em cảm ơn chị. Nếu mà em thích thì em cứ tìm hiểu thêm.
Thì chị là gia đình thì chị chỉ nhìn thì nói chung là cũng được. Rồi, cảm ơn chị. Sao đi với ai? Em hiện tại là em đi với lại hai người bạn thân, với lại một người đồng nghiệp của bên của công ty ạ. Rồi, mời đại diện bên nhà trai. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Chào em. Chào trường quay, tất cả mọi người ở trường quay. Em là Bích Trâm, bạn của Hổ ạ. Vậy dạ. Hôm nay em nhìn nhận hai bạn này như thế nào? Dạ đối với bạn gái bên phía này á, mình thấy cũng xinh. Em thấy bạn nữ với lại Hổ á, thì hai người cũng rất là... Nói chung là nhìn ở bề ngoài thì rất là hợp. Còn về tính cách á, thì em thấy bạn nữ ở đây rất là thân thiện và rất là vui. Thì cho nên là trước mắt thì thấy hai người nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Rồi chuyện gì đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Kéo rào. Hôm nay anh đến đây có một món quà để gửi tặng cho em. Cái này tượng trưng giống như là cái móc khóa là gửi trái tim của anh đến cho em, hy vọng là em có thể gìn giữ. Vậy và... sao cái móc khóa không có hình trái tim vậy anh? Anh chỉ có ôm cái lớp xe thôi, nên bởi vậy hình ảnh tất cả đều là lớp xe, nên em cứ yên tâm là không có người con gái nào khác. À dạ em cảm ơn anh ạ. Anh thấy em sao? Nói chung là nữ là lúc nào cũng là xinh đẹp hết, trong mắt tất cả mọi người hết. Hôm nay thì anh cũng muốn một món quà là gửi tặng đến em là một bài thơ nhỏ. Rồi hả bạn, ngồi đi, ngồi rồi tâm sự, ngồi đi. Buổi sáng có chàng trai xinh chết, sau khi dân nàng hết hết trọn tình yêu, nàng vô tư nàng chẳng nói gì nhiều, giận một nỗi chàng liều chàng chết. Trước phiên tò, trước địa phủ, trước lương tâm, trước muôn năm chàng vẫn nói một lời, yêu em lắm đến anh liều anh xin chết. Rồi bạn nữ mình hát tặng bạn nam một đoạn cho em. Em cũng xin hát tặng cho anh một đoạn của bài hát. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng hôi trên ngàn lá khi anh chiều buông, tiếng hát cô mộng mơ, ôi rừng đời hoang sơ, qua suối đồi khe lá, tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối trong ngàn đá dư âm về đâu, như khơi bao niềm thương yêu về niềm khổ liêu bên bát xưa rừng chiều. Em hát rất là hay. Quan điểm với tình yêu hôn nhân gia đình của anh á, thì anh không có yêu cầu gì cao hết. Anh với em có thể là có cơ hội tiến sâu hơn. Thì hy vọng là em có thể là thay anh chăm sóc gia đình, cũng như là bên nội cũng như bên ngoại. Em bị vấn một số cái vấn đề giống như là xảy sinh mâu thuẫn trong gia đình chẳng hạn, thì em cứ việc sẻ chia, anh sẽ là bờ vai để cho em nương tựa, cũng như là chia sẻ cảm xúc của bên của mình. Ví dụ như về nhà anh nhưng mà em khó có thể làm dâu được thì sao ạ? Cái phần làm dâu thì em cứ yên tâm đi. Nhưng mà em yên tâm là về nhà thì thậm chí là em chắc em không có phải làm gì đâu, tại vì má của anh rất là cưng con dâu. Khi mà em nói em cần thì anh có thể sắp xếp công việc đến ngay và liền được không ạ? Em nói là em cần là anh đến ngay đó, anh sẽ sắp xếp để đến với em nhanh nhất. Dạ, cảm ơn anh. Chuyện hẹn hò, bây giờ mình hẹn sao? Anh và em có thể là đi xem phim, đi dạo. Sở thích của em là như thế nào? Bình thường buồn thì em hay đi siêu thị shopping. Có ai làm cho em giận đó, thì em đi shopping thì em phải mua đồ nhiều. Còn lúc mà em không giận bình thường đó, thì em mua cũng ít nhiều luôn. Hay cái này hay nha. Không ai dám làm em giận. Bây giờ là em cố gắng sẽ làm sao là để không có làm cho em giận là an toàn nhất, đúng không em? Rồi, bây giờ hai bạn quan điểm thế nào về con cái nào, con trai hay con gái? Anh sẽ nhường lại cho em trước. Em cần con trai hay cần con gái, anh cố gắng anh sản xuất. Đối với em, con trai, con gái gì cũng là con nào em cũng thích hết. Vậy sản xuất được hết không? Cố gắng. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em nhìn thấy anh thì cũng có vẻ hiền đó, cũng dạng lắm luôn á. Chững chạc, chân thành lắm đó. Dạ, chững chạc. Bạn nữ thứ nhất là hiền và có một cái cá tính. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Anh thấy rằng cô gái rất là dễ thương, rất là hiền, chàng trai cũng vậy, chân thành. Cặp này người kia ít nói, người này nói nhiều cũng không sao, bổ trợ cho nhau cũng được ha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nhé.
bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Một. Hai. Tôi là tôi bấm đó. Ba. Bấm. Hết thời gian. Mời em. Chúc mừng. Đây, nắm tay nhau đi các bạn. Đó. Làm như đối tác vậy đó. Đâu phải chỗ bán thang đâu. Rồi, nắm tay nhau thật chặt. Hãy hôn nhau. Chứng tỏ rằng các bạn đến với nhau vì nhịp tim của mình chứ phải bất cứ điều gì cả. Em cũng xin chị cho phép em có thể là hôn em út của chị được không chị? Dạ. Em cho anh hôn chỗ nào? Dạ sáng em gọi đầu rồi cho nên anh cứ hôn trên 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 tóc em là được. Gọi xà bông bột đó. Mời đàn trai. Rồi, chào đàn trai. Mời đi em. Xin mời đàn gái. Chào em. Bây giờ hai bên có mặt rồi, mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, trước hết là em chào anh Quyền Linh cùng cô Hồng Vân toàn thể. Sao lại anh Quyền Linh mà cô Hồng Vân là sao, lý do? Coi nó giới thiệu lại đó, chào lại coi sao nè, không tôi đi về, tôi đi về đó, tôi không mai mối gì đâu nha. Giận rồi đó. Dạ chào anh Nguyên Linh cùng chị Hồng Vân. Tôi tiếp tục làm mai. Em tên là gì? Dạ em là Nguyễn Nhật Quang, sinh năm 1987, quê quán là Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Giờ Quang đang làm ở đâu? Dạ mua bán tự do ở bên Tân Phú ạ. À, ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi, mình giới thiệu về mình đi mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh, anh bạn kế bên và các khán giả đang xem chương trình hôm nay ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, năm nay em 30 tuổi, em hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm tại bệnh viện phụ sản Mê Công, về phòng kế hoạch tổng hợp, về mảng chăm sóc khách hàng ạ. Lan có thể cho đàn trai biết chút xíu ưu điểm và khuyết điểm của mình được không Lan? Ưu điểm của em là dễ gần, thân thiện, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng tốt. Bây giờ mình có cái điểm xấu nào không? Em có tật xấu là em nói chuyện chảy nước. Nói chuyện điệu chảy nước đúng không? Em ơi khoan, anh nghe cái vụ này anh thấy kỳ nha. Thuyết phục khách hàng tới đó đẻ mà chảy nước. Thuyết phục xong mà ta đẻ luôn giữa chừng luôn rồi đó. Em thử coi cái lúc mà em thuyết phục người khách hàng á, em sẽ nói kiểu như thế nào mà em nói là anh chảy nước đẻ nè, anh đang có bầu nè. Chị ơi bây giờ tôi muốn tới đó sanh đẻ đó thì tôi làm sao hả chị? Nói đi nè, thuyết phục nè. À, chị chờ em một chút nha, em sẽ tư vấn cho chị. Trời ơi, tôi mất đẻ lắm rồi. Lắm hả? Nhanh lên để tôi coi tới bệnh viện nào nè. Ôi, chị thích tới bệnh viện chưa chị? Chị đang ở bệnh viện rồi ạ? Tôi đang ở nhà mà tôi đau rồi. 9 tháng 9 ngày rồi. Chết rồi, vậy mình phải gọi xe taxi đến nhanh nha chị. Tôi đẻ đó tôi được cái gì nè? Trời, chị đến đây sẽ được em chăm sóc tận tình nè. Nhưng mà tôi đẻ đó tôi được cái gì? Bệnh viện em có các bác sĩ chuyên nghiệp và các nữ sinh tận tình chăm sóc chị đó. Trong đó có em là nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ mình nữa. Từ lúc mọi nơi, lúc mình nào chị cần ạ. Đẻ đâu mắc không? Chi phí nó không hến đến nổi đâu chị. Trong khả năng của mình em nghĩ vậy á. Rồi chịu đẻ chưa bà nội? Chị sao rồi? Bà chịu đẻ chưa bà nội? Sao rồi? Tôi đẻ luôn rồi. Trời ơi, đó, thuyết phục vậy đó anh thấy được không? Dạ tốt ạ. Tốt hả? Bài bản anh.
Còn mình là sao? Ưu khuyết điểm sao, giới thiệu cho đàn gái biết đi. Em thì rất là nhiều bạn. Trước đây em tốt nghiệp kiến trúc, làm thì chuyển về làm gia đình về nghề vải, và em chuyển qua bán quần áo về thời trang. Bán quần áo trai hơn gái? Dạ, đồ nam. Rồi. Ủa, làm sao là cái đó điểm mạnh là đi bán đồ hả? Dạ, điểm mạnh hiện tại là cái rất nghiệp. Là nhiều bạn em giao thiệp rộng đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Có tật xấu gì không? Có tật xấu gì không kìa? Tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá? Anh phải nói đây để em biết chứ. Sao thấy có vẻ châu chuốt quá vậy? Tại vì em cũng quen biết với lại mấy anh em thiết kế, cho nên lúc nào là cũng đi ra đường với một tâm thế là lúc nào cũng gọn gàng châu chuốt. Bóng bẫy đó. Ừ. Bóng hả? Có bóng không? Bóng bẫy. Ta phải để chữ bẫy vô. Nhưng mà cái mắt của Linh kỳ lắm, mắt của Linh là bóng bẫy rất là nhẹ nhàng. Ở ngoài đời em là bạn nam thích em nhiều hay là bạn nữ thích em nhiều? Đến chương trình thì em cũng tìm bạn gái nên em cũng ít gặp bạn gái nhiều. Cái là cái khuyết điểm của em hiện tại đó là chưa dám, không có chủ động trong các mối quan hệ đối với bạn nữ, đúng rồi, và tìm hiểu các bạn nữ. Mấy bạn nam thì mấy anh em có như nào thì đó là của người ta. Mình chỉ bạn bè thôi. Tức là cũng có con trai thích, cũng có con gái thích, thì cũng có một vài người ngỏ lời lên nữa. Có ngỏ lời không? Ai ngỏ lời hả? Dạ có chứ. Ngỏ lời sao? Thì ví dụ như em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Rồi anh trả lời sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái. À, thấy chưa? Thích con gái. Lo cái chỗ đó nhất á. Vậy mà cuộc sống nó hấp dẫn vậy. Nói nghe nè, em tưởng tượng về cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào? Ngoan hiền, trắng, cao, dễ thương, trẻ, khỏe mạnh, nhanh nhạy, lên lẹ, thì trong đó đã có sức khỏe rồi. Là bây giờ em đã sẵn sàng lấy vợ chưa? 34 tuổi rồi đó. Dạ, đã sẵn sàng để lập gia đình rồi chị. Nếu như ví dụ gặp cái người bạn mà ưng ý mình cái là bao lâu thì em lập gia đình? 6 tháng. 6 tháng. Trời, ta nhanh luôn. Dạ, kể đó. Nhưng mà trước khi anh qua gặp đàn gái, em hãy cho đàn gái biết là em đã trải qua cái đường tình duyên như thế nào? Mấy mối tình? Dạ, cũng vài mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? Cũng vài năm. Tại sao chia tay? Dạ, tại vì cô ấy qua nước ngoài. Còn mình thì mới cũng trắc trở nên là nhiều cái không hiểu nhau. Rồi, sao mà cách lòng rồi đúng không? Chào em gái. Chào anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là khoảng vài tháng. Rồi. Mối tình thứ hai là khoảng gần 8 năm. 8 năm. 8 năm rồi. Dạ. Lý do? Dạ, chắc do đó còn trẻ mê trai anh. Em quen bạn đó vì mê trai. Mê trai em mới quen bạn đó. Nhưng mà đừng hỏi lý do tại sao em chia tay bạn dạ, đó. Dạ, vì bạn em không có ý chí hả? Còn một người ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống. Chứ không phải em mê trai, em yêu bạn 8 năm sao em thấy con trai kia đẹp hơn em bỏ bạn đó. Dạ, không có. Thấy chưa, nãy hiểu lầm, nói dễ hiểu lầm lắm á. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ, cao hơn em, chân thành trong tình cảm à. Em thích giống ai nè? Em thích giống thủ môn Đặng Nhân Lâm. Đây cũng giống rồi nha. Con nét giống Đặng Văn Lâm á. Cái bạn nam bệnh á. Được á. Bây giờ á, em ghét điều gì ở đàn ông nè? Dạ, em ghét con trai mà hay nhậu nhiều. Nhậu nhiều có không? Lâu lâu cũng có rồi nhưng mà không có nhậu. Dạ. Rồi ghét gì nữa? Dạ, lăng nhăng. Lăng nhăng, ta đó có mối tình có mấy năm mà. Dạ. Tại vì người ta đi nước ngoài ta mới chia tay thôi. Dạ, anh có keo kiệt không anh? Keo kiệt có không? Keo kiệt á hả? Chắc cũng có. Chắc cũng có. Chút không sao anh. Là sao? Keo kiệt sao, cỡ keo kiệt nhất của em là sao đâu cưng? Phụ nữ giống như đôi khi muốn mua gì đó mà cái em thấy cái đó ở nhà nó cũng có thì thôi ở nhà dùng tạm đi, để dành mua cái nào lớn hơn, chứ cái đó nhiều khi xài không đủ phí. Dạ em cũng vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nói anh ơi mà có loại son mới ra Yurika đó, nhưng nhà em còn, em quá trời son luôn, nhưng mà Yurika mới ra bộ 5 cây 5 màu thì anh muốn mua thêm để chơi gì đó mà được không? Dạ, nhưng mà cái đó tốt hơn những cái khác thì sao? Xài thử đi. Mấy cái kia cũng tốt. Mua mà nhiều, mua cây thôi, mua cây xài thử. Không, anh muốn 3 mua 5 cây à, muốn mua 5 cây xài luôn à. Được không? Chắc được chứ. Chắc được nha. Suy nghĩ. À, nói chung là cậu ấy có một chút gọi là keo, nhưng mà tính toán cho gia đình thôi. Dạ. Thấy không? Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mấy chị đồng nghiệp và chị họ của em ạ. Rồi, xin mời đại diện đàn gái cho tôi xin ý kiến coi. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và chào hai em. Em là chị đồng nghiệp của bé Lan. Thì Lan ơi, chị thấy bên đàn trai rất là dễ thương, hai người rất là xứng đôi. Tiêu chuẩn của em á, với bé Lan là chị thấy đáp ứng hết luôn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Rồi,
Quang đi với ai? Dạ có bố mẹ và em trai và em dâu. À có bố mẹ rồi, xin chào cô chú. Chào hai bác, chào anh ạ. Xin chào MC Hồng Vân và Quyền Linh. Và xin chào khán giả màn hình nhỏ. Tôi là mẹ của cháu Nhật Quang á. Thì nói chung là bên này nhận xét về cô dâu đây là cô con gái đây là rất là dễ thương. Đến đây thì giống như là mình đã có một cái cơ hội. Thì cô nghĩ rằng là con và bạn bên này là cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Cô nghĩ rằng là con nên về đợi cô nha. Đợi cô á, về mặt mà tình cảm thì con cứ yên tâm đi, về đợi cô là phụ nữ, cô sẽ ủng hộ con hết mình đó. Khi mà có chuyện gì. Dạ con cảm ơn cô. Tuyệt vời quá. Dễ thương quá. Rồi cảm ơn hai họ nha. Bây giờ mình mở rào coi hai đội cảm nhận gì nhau thế nào. Mở rào. Vấn đề là của Quang đấy. Dạ hồi hộp quá anh. Thoải mái lên nào Quang, thoải mái lên. Dạ. Bắt đầu đi Quang. Chào bạn. Dạ chào anh. Có gửi những bạn. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em luôn lúc nào cũng tươi như hoa. Dạ, dạ em có món quà cũng tặng anh. Em tặng anh cuốn sách đó, đừng bao giờ đi ăn một mình á. Khi nào anh muốn đi ăn hay gọi em đi ăn chung ha. Nhất định rồi. Dạ. Và có một bài thơ muốn tặng anh nữa. Dạ. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, ông tơ bà mối đưa đò xe duyên. Em thì lận đận chân chuyên, vì người chưa đến vì duyên chưa màng. Không cần anh đẹp cao sang, chỉ cần anh tốt sẵn sàng thương em. Thương em lòng phải cho tròn, đừng yêu đừng đến khi còn vắng hương. Đôi dòng bày tỏ yêu thương, mong rằng anh sẽ chung đường với em. Cảm ơn Lan. Đáp lại liên quan. Anh Quang hát đi anh Quang. Anh muốn hát bài gì để tặng em ạ? Bài chân tình ha. Dạ, yeah, bài đây em thích đó. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như nhân sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Rồi hay quá. Được rồi đó, về vị trí ngồi đi các bạn. Mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Cô gái đáng yêu anh ạ. Em có theo cái tiêu chuẩn của anh đang tìm không ạ? Có. Dạ. Lan thấy mình như nào? Dạ em cảm nhận anh là nhìn anh rất là đáng yêu và dễ thương, đẹp trai hơn em nghĩ. Dạ. Và anh cũng yêu tính nữa. Cảm ơn Lan. Dạ. Còn em nghĩ về Lan thế nào nói cho cô biết đi. Lan có thích du lịch không ta? Dạ có, em thích đi du lịch lắm anh. Dạ, hay đi làm từ thiện nữa. Tốt quá ha. Lan có thể cho mình một tuần được bao nhiêu ngày để mà có thể là mình cùng hẹn nhau ăn uống? Dạ một tuần thì em đi làm từ thứ hai tới thứ bảy à. Em thì cũng rảnh vào buổi tối thì em có thể sắp xếp đến 2-3 ngày để gặp anh. Dạ. Còn anh như thế nào ạ? À? Mình thì rất sẵn sàng, rất là vui. Dạ. Lan có thích chơi với lại các cháu hoặc là có hay nói chuyện với bà hoặc các gì hay không? Dạ có, em thích con nít lắm, em hay nói chuyện với dì, cũng hay đi chơi với dì, với các cháu ở nhà, hay dạy cháu dạy học cho cháu. Tại vì nhà mình thì các dì rất là đông, tới 9 người, phía ngoại, phía nội chắc 7-8 người nữa. Dạ. Nên là nếu mà đám tiệc hoặc là có những cái cuộc gặp gỡ sẽ giao lưu rất là nhiều. Dạ. Và mình cũng thích phụ nữ có cái chủ động trong cái vấn đề đó. Dạ. Để mà kết nối gia đình nhiều hơn, kể cả các cháu. Em thích con nít lắm. Con nít. Thì em làm trong môi trường bệnh viện á, gặp các bà bầu với em bé thì nhiều nên nhìn mấy bé rất là đáng yêu, thích. Hai người nói chuyện cũng cưng lắm á. Giờ này nè, em hãy nói những cái suy nghĩ tận trái tim của mình về cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Giờ tôi đề nghị hai bạn đứng lên nắm tay nhau, bạn nắm tay nhau để cảm nhận cái điện nó có đồng điện không. Đó, nắm tay đi. Nắm hai tay. Nhìn thẳng vào nhau, nhìn thẳng vào nhau, đừng có nhìn đi đâu hết trơn á. Sự anh là một người sống rất là đơn giản. Dạ. Yêu ghét rõ ràng và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng. Mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu. Và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình con gái. Và mình rất là thích. Em cảm ơn. Em cảm ơn là chia sẻ của anh rất nhiều ạ. Lan cảm nhận Quang thế nào? Em cảm nhận anh
là một người mà giống như em đang cần tìm vậy. Không run tay. Hồi hộp quá anh. Ừ. Lâu rồi mới nắm tay trai hồi hộp. Rồi, về chỗ ngồi đi các bạn. Dạ. Đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem những gì đã động lại trong trái tim mình. Và kiểm tra thật sự xem đây có phải một nửa mảnh ghép tương lai của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Trước mắt của ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả, chúng ta phải sống thật bằng trái tim của mình các bạn nhé. Bấm nút thật, yêu thương thật, suy nghĩ thật và có trách nhiệm thật với những gì mình đã nói. Sau 3 tiếng đếm, ta quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Quang là người bấm liên tục đó các bạn. Nắm tay nhau đi Quang với Lan. Em cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân cùng bà Lan. Bây giờ nè, trước mặt bố mẹ của Quang nè, Lan muốn nói điều gì đi? Dạ, em chào hai bác, chào anh chị ạ. Hôm nay là tụi con chính thức là hẹn hò, mong hai bác chấp nhận cho tình yêu của hai đứa con hả? Đó, bắt tay gái gật đầu đó. Mình nắm tay, nắm tay, nắm tay. Dạ, nắm tay, nắm tay. Ủa, không phải bắt tay? Dạ, nắm tay. Nắm xen tay, xen tay. Rồi. Ô, da mềm ha. Hôn nụ hôn đầu tiên. Hôn má. Dạ, hôn má luôn hả? Ừ. Dạ, được. Dán cái tóc ra. Em cho anh hôn, cùng hôn nha. Ngọt cái lỗ tai của người ta, cái má ngoài. Dạ, cái má ngoài chỗ nào anh? Thì cái má chứ không phải trong lỗ tai. Chỗ cái má. Lan hôn lại cái, Lan cho nó đỡ rung lên. Hai này dễ thương lắm nha. Cái mặt của thân cưng dễ xinh. Không, thật sự thấy cưng lắm, hai đứa dễ thương lắm á. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúng ta giữ lấy để vào đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Và nhớ những gì nãy giờ mình nói trên truyền hình, nó là biên bản của tình yêu. Dạ. Không thể làm sai với tất cả điều đó nha các bạn nha. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa trì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bắt đầu từ bây giờ các bạn không phải đi ăn một mình nữa, mà các bạn sẽ đi đôi với nhau, ăn để trò chuyện với nhau, để hiểu yêu nhau nhiều hơn. Chúc các bạn sớm về chung một đội, giống như là mẹ của mẹ, em nói mẹ nãy nói đó ha. À, dẫn về đội nhà đi. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh sẽ mời quý vị đến với cặp đôi thứ nhì. Xin mời đàn gái. Mời nhà trai. Đây, mời em trai. Em tự giới thiệu về mình đi nào. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và dạ, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Hoàng Mai, em năm nay 35 tuổi, hiện đang công tác tại phòng đối ngoại của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân chứng khoán á nha bạn trai ơi. Mai là quê ở đâu Mai? Quê nếu mà nguyên quán thì là ở Huế anh. Còn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ. Rồi, mời bạn trai. Để đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào em, bạn gái bên cạnh ạ. Và xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Tên em là Đỗ Khắc Mạnh. 10 năm trước là em làm sinh nhật thứ 33. Hiện nay quê quán của em là ở Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hiện nay em đang làm việc và sinh sống tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm gì? Nghề nghiệp của em là làm sản xuất bóp ví da.
Rồi, vậy thì hai bạn cùng quê ở khu vực phía Bắc rồi. Thanh Hóa với Hà Nội thì cũng cách xa nhau mấy. Rồi, ưu điểm và khuyết điểm bên đàn gái là gì? Điểm mạnh của em thì em là người sống tình cảm, rất là quan tâm đến gia đình, bạn bè và người thân. Em có cái tật xấu gì không? Em có một chút tật xấu đấy là bị đáng chí. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em có cả ưu điểm, đấy là em ham học hỏi. Nên cái nhược điểm đấy là học nhiều quá. Nên hiện tại vẫn ế ạ. Mình lấy chồng là hết đáng chí à. Chồng nhắc đúng không? Mạnh sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chân thật, không hút thuốc, không uống rượu. Rồi, hay vậy ta? Dạ. Rồi, có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì cũng có cái là cũng hơi nhút nhát chút. Có mấy mối tình rồi Mạnh? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. Trời, nhút nhát tới 3 mối tình luôn á. Mối tình dài nhất là mấy năm? Mối tình của em dài nhất thì là 1 năm thôi ạ. Ôi trời, mối tình ngắn nhất là lâu bao lâu? Ngắn nhất thì cũng 6 tháng, 7 tháng. Có nghĩa là cả 3 mối tình là chưa tới 2 năm đúng không? Đúng rồi, khoảng đó thôi. Còn em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình nhưng mà cũng tình không chính thức. Thì cũng kiểu tìm hiểu sau 1 năm thì em thấy không hợp. Mối tình thứ hai được nhiêu? Cũng tầm 1 năm ạ. Nói nghe nè, bên đây á, người ta ế là tại vì người ta học quá nhiều. Người ta ham học hỏi quá, người ta ế. Còn bển lý do gì ế? Nhút nhát ế đúng không? Dạ bên em thì cũng một phần là nhút nhát. Thế là công việc thì cũng làm cũng trong cái thời gian làm thì hay làm tối và cũng ít phụ nữ. Và làm ở tại nhà cho nên là cũng không được gặp gỡ mấy. Em làm gì tại nhà? Dạ em hiện nay em có cơ sở kinh doanh em tự làm luôn. Dạ. Tức là công ty của em luôn. Cơ sở của em luôn. Dạ. Là em làm chủ luôn. Dạ. Thôi giỏi vậy ta. Em ơi, vậy bây giờ em đến cái tuổi này rồi thì em mong muốn cái người bạn đời của em, người bạn gái của em phải như thế nào? Dạ em mong muốn là người bạn gái của em là vui vẻ, hoạt bát và biết quan tâm tới gia đình. Bạn muốn phụ nữ ốm hay là tròn tròn mẫm mẫm dễ thương? Vừa tròn tròn thôi mà cũng dễ thương là... Tròn tròn dễ thương ha. Dạ. Để anh coi qua coi có tròn tròn dễ thương không? Dạ. Em gái dễ thương. Em muốn cái mẫu hình lý tưởng thế nào hả Mai? Em nghĩ là không quá thấp tại vì em cũng không phải người cao lắm. Không, vấn đề không phải là cao thấp. Vấn đề... À. Này mới quan trọng thôi. Vâng. Còn bây giờ ta không phân biệt cao thấp đâu em. Ừ, đừng lo. Em cũng không thích đàn ông hút thuốc lá. Không thích đàn ông ham nhậu. Bên đây không có cái gì hết trơn. Đây hiền dễ thương lắm. Không lăng nhăng. À, không lăng nhăng luôn. Không lăng nhăng bây giờ mới là ế tới giờ. Ê, nhát. Nhúc nhìn quá. Nhìn đây nhát dễ thương lắm. 3 mối tình cộng lại có 2 năm. Khủng khiếp thiệt. Chào chị. Ô chào em. Dạ. Gương mặt cũng hiền. Dễ thương. Dạ, dễ thương chị. Em. Dễ thương. Chị gặp cái là chị có cảm tình liền đó. Mà sao lại nhát dữ vậy trời. Cô gái bên kia đó xinh xắn dễ thương. Dạ. Nhà làm nghệ thuật nha, bố rất hiền luôn. Dạ. Anh giờ anh lo cho đàn gái nè. Dạ. Em giờ thí dụ lấy vợ giờ ở đâu? Hiện giờ là em cũng đang sinh sống và đang còn nhà thuê ạ. Ở nhà thuê. Dạ. Cái cơ sở của em á là mình em làm chủ đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy là được rồi. Bên kia cô gái làm chứng khoán, cô ấy rất là thông minh luôn bởi vì làm về kinh tế mà. Dạ. Thành ra anh nghĩ là rất là giỏi. Em có nghĩ lần sau này về kinh tế mình giao cho cô ấy không? Về tiền bạc này kia. Về kinh tế thì sau thì em sẽ chi phí xong rồi còn thể phải giao cho vợ giữ thì tốt hơn. Chứ mà em giữ thì lại không giữ được. Phải giao cho vợ đúng không? Dạ. Ờ hôm nay em đi với ai? À em đi với mẹ, bạn của mẹ và các chị đồng nghiệp ạ. Ồ. Oh. À. Dạ chào. Rồi cô, chào cô. Cô thấy đàn trai thế nào nãy giờ qua cái cảm nhận của mình? Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Thì nhận xét về bạn trai thì cũng chững chạc và cũng có thể là một chỗ dựa yên tâm. Con gái của tôi thì cũng ham học quá cho nên là nhiều khi cũng hơi có những cái lúc mà nó vô tư, đãng trí. Cô thấy hai đứa nó có xứng đôi hợp lứa với nhau không? Cái này thì phải để cho các cháu cũng tự tìm hiểu. Dạ, rồi cảm ơn cô. Tạm ổn. Rồi, Mạnh đi với ai vậy Mạnh? Dạ, hôm nay em đi với chú và một em gái. À, chú. Chào chú. Chào em. Đàn trai. Chào Kiền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Mình là chú của cháu Mạnh. Chú thấy đàn gái bên đây cũng ok. Và... hai cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm.
Cháu cũng nhát mà chú cũng nhát. Thì các chú nhát, chú rung quá rung rồi. Chú rung. Cảm ơn chú nha. Xét về mặt nãy giờ mình cảm nhận đó Vân. Mình thấy nè, bên đàn gái thì ba mẹ ở gia đình cũng làm nghệ thuật rất là hiền, dễ thương. Mà thông qua là chú của đàn trai thì thấy cũng gia đình cũng hiền luôn. Vấn đề là hai đứa sẽ tìm hiểu với nhau. Đúng rồi. Để xem coi họ cảm nhận cái đồng cái điệu với đó, nhau hay không là... Rồi chúng ta sẽ quyết định. Rồi thôi mở rào đi ha. Mở rào. Ô, chào em. Chào anh, chào anh ạ. À, hôm nay anh đến với chương trình gặp em, anh có món quà? Dạ vâng, quà. Cảm ơn anh, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn em. À, anh có món quà anh gửi em. Dạ vâng, cảm ơn anh. À, cái món quà này thì cũng đầu tay anh làm ra, sản xuất ra. Nên anh cũng muốn gửi tới em một món quà để có kỷ niệm. À, em tặng anh chiếc ly, chiếc cốc uống nước, vừa để nhắc nhở anh chịu khẩu uống nước để tốt cho sức khỏe. Hoặc ly này có thể uống cà phê luôn để dạ, giúp cho anh tỉnh táo mỗi ngày ạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Thế lần nào đầu tiên đến với chương trình, em thấy anh thế nào? Có giống người mẫu mà em nghĩ ra không? Em cũng không đặt ra một cái hình mẫu nào lý tưởng. Em thì chỉ hy vọng là người đó hiền lành, biết quan tâm đến gia đình và sẽ hòa đồng. Bởi vì nhiều lúc em có thể có những nhóm bạn ấy, đến tụ tập ăn uống thì em muốn mời người đó tham gia cùng. À. Thế thời gian mà anh với em hẹn hò thì em rảnh vào thời gian nào? À, em rảnh buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật cuối tuần ạ. Anh thì làm tự do nên là có thể sắp xếp được thời gian để anh với em gặp nhau và đi uống cà phê. Dạ. Như em thì em lại thích không gian uống cà phê hay là đi chơi thì ở địa điểm nào thì phù hợp? Nhiều lúc em cũng có thể thích đi dã ngoại ạ, nghĩa là đi ra ngoài ngoại thành. Nên là không biết là lúc có thời gian rảnh thì anh dành thời gian làm việc gì ạ? Thời gian rảnh thì anh thì cũng nghe nhạc với cũng lang thang trên Facebook chút. Chứ anh có đi ra ngoài đi dã ngoại hay là... Đi dã ngoại đi chơi thì chỉ vô cái dịp nào đấy, giống như là vô ngày lễ, ngày gì đấy thì anh cũng đi chơi với bạn bè. Dạ. Đấy. Nếu mà như tình cảm của anh với em á, thì tiến triển xa hơn á. Dạ. Con cái thì em thích mấy con ạ? Em nghĩ là 1-2 đứa ạ. Đúng ạ, anh cũng nghĩ vậy. Vâng. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Hiền lành. Và về gia đình thì chắc anh nghĩ là em sẽ một người là cũng đảm đang trong gia đình cũng rất tốt. Dạ, vâng, mẹ em là giáo viên nên là mẹ em cũng dạy cho em nỗ công gia tránh từ hồi nhỏ. À. Vâng. Bây giờ dạ, Mạnh tới nắm tay Mai nhá. Bà hát tặng cô ấy cái gì đấy. Đấy, bước tới nắm tay cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Nói gì là hát luôn. Anh hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng chuẩn bị một bài hát. Trong thời gian đang nắm tay em mà hát thì có thể sai lời hát thì cũng mong quý vị thông cảm ạ. Anh hát bài như thế nào đi nữa. Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé. Dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào, anh với em chung lối đi về. Qua đây thì em tặng anh bài thơ. Bài thơ này nó rất gắn liền với cả ngày sinh của em. Đó là ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày bánh trôi nước. Thì đây là bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương ạ. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay quá. Rồi, được rồi. Chúng ta trở về vị trí đi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại cảm xúc của mình. Có phải là cảm xúc thật hay không? Nếu phải, chúng ta bấm nút cho nhau cơ hội. Và nhớ rằng bấm nút không phải là để làm bạn, mà bấm nút chúng ta đang nghĩ về một điều xa hơn nữa. Đó là hướng tới hạnh phúc lứa đôi, hướng tới một gia đình nhỏ. Và điều này rất là thiêng liêng. Và tôi cho các bạn biết rằng trên hai cái ghế của các bạn đã có rất nhiều người đã đến với nhau, đã yêu nhau, đã sinh con đẻ cái. Nên điều đó nói với tôi rằng là trên đây là tình yêu có thật. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2
1. Trời ơi, mình cái nút bấm Linh, mặt của Mạnh hốt hoảng á. Hốt hoảng giống như vừa mất của vậy đó trời ạ. Thật sự thế này á, trong mắt của anh Quyền Linh á, thật sự hai em rất hợp với nhau nha. Bây giờ á, là em nói gì với mẹ vợ tương lai đó, mẹ Thủy đó. Cháu hôm nay cho đến với chương trình, cháu cũng xin cảm ơn bác đã sinh ra một đứa con. Và nha, cháu xin phép bác sắp tới thì cho cháu được hẹn hò với em để tiến tới xa hơn ạ. Rồi mai nói gì với chú với gia đình đi. Con xin chào chú ạ. Nhân qua chương trình bạn muốn hẹn hò, con xin phép chú cho phép con được gặp gỡ và hẹn hò với anh Mạnh ạ. Vâng, con cảm ơn chú nhiều. Cháu xin phép bác cháu được làm thủ tục của chương trình ạ. Con xin phép em được hôn em nụ hôn. Dạ. Ôi kêu quá. Rồi ôi, hôn kêu quá, mọc óc hết, đúng rồi thiệt á. Hai bạn rất hợp luôn á nha, nói thật sự luôn á. Dạ. Cố gắng tìm hiểu nhau. Dạ. Và hy vọng một ngày không xa, các bạn sẽ thông báo với chúng tôi là các bạn sẽ gửi thiệp cưới nha. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn đến đây để xem phim, để hiểu nhau nhiều hơn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Từ từ nào. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, đáng yêu, đáng yêu. Bây giờ hai bạn sẽ giao lưu chỉ cách có bờ rào thôi, nói chuyện lớn lên để chúng ta cùng cảm nhận rồi chút xíu mình gặp mặt nha. Được, vâng. Mời nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Dạ, chào bạn nữ bên cạnh ạ. Em tên là Bùi Văn Tuấn, em quê ở Nghệ An. Năm nay em 29 tuổi. Quê Nghệ An rồi, bây giờ mình làm việc ở đâu nè? Em làm ở Biên Hòa, em làm bên bán phụ tùng ô tô. Bán phụ tùng, dạ. Tức là bán thôi, kinh doanh thôi đó hả? Dạ, bán cho ông anh ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về cho ta đi cưng. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Em chào anh bạn kế bên. Con tên là Ngô Hoàng Ngọc Linh, năm nay con 25 tuổi. Là con sinh ra lớn lên tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc của con là con làm lễ tân. Tại bây giờ thì con đang thay đổi cái công việc của con một xíu. Bây giờ đang thay đổi đúng không? Dạ. Nghe chưa? Bên đó nghe chưa? Nghe rồi, nhà trai nghe rõ rồi. Cô gái lễ tân ha, người thì dễ thương xinh đẹp mới làm lễ tân ha. Cái bộ mặt của một cái nhà hàng hay là khách sạn hay gì đó. Rồi, yên tâm với Tuấn nha. Bây giờ mình sẽ nói chút cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ vâng, điểm mạnh của con là con khá là vui vẻ, con hòa đồng. Và con có một chút nghệ thuật trong người, tại vì con được thừa hưởng từ mẹ con. Ý là mẹ con hát hay, rồi con cũng biết hát và con cũng biết chơi đàn guitar. Con có cái điểm yếu gì không? Dạ có, con hơi trẻ con một xíu, hơi hay quên. Hay quên. Và con thỉnh thoảng con hơi mè nheo. Chiều cũng mệt lắm nha Tuấn nha. Dạ. Rồi Tuấn nói điểm mạnh điểm yếu mình cho nhà gái nghe đi. Về vấn đề ưu điểm của em thì nấu ăn được, cũng thích hát, quét dọn này gì cũng làm được, không kể việc nhậu lớn gì ạ. Miễn có việc là làm thôi. Dạ. Rồi. Còn khuyết điểm thì em thì kính hay quên và cũng hút thuốc, cũng bia rượu cũng một chút ạ. Tuấn ơi. Dạ. Tuấn có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình đơn phương ạ. Nhìn em rất là đẹp trai rồi là phong trần thế này mà em lại yêu đơn phương là thế nào? Dạ vì yêu đơn phương thì nó chưa tìm đúng người đúng thời điểm gì. Hay là tại em không thổ lộ, người ta không biết em yêu người ta?
Thì em vẫn ngại vấn đề đấy mà nhiều khi cái quan niệm nó cũng khác nhau nữa. Đơn phương mấy năm? Có 5-6 tháng vậy. 5-6 tháng là thôi là dứt dạc luôn. Mẫu hình cái người đó như thế nào em nói chị nghe coi. Mét 55 trở lên. Đẹp thì vẻ đẹp thì nó nhiều lắm, không thể tả được. Nhưng mà em thích đẹp giống ai? Để chị coi chị coi bên đàn gái chị giống ai nè. Tại vì bên đàn gái chị đẹp quá. Cho nên chị... Trời ơi, khen nhà gái dễ sợ luôn ta. Trời ơi, bên nhà gái tôi coi lần này là kêu bằng á, là có 11 điểm đó, tôi cho 11 điểm đó. Kiểu vậy đó hả? Thì đó. Đâu nói nghe coi nè. Làm đứng hình luôn kìa, nói không được luôn. Giờ mẫu người thì nó như chị Mỹ Tâm à. Đàn hát là giống chị Mỹ Tâm à. Đàn hát tôi nghe có giống Mỹ Tâm không? Tôi qua tôi coi mặt quá. Con hát bài đi con, không cần phải mở rèm. Tóc nhiều, đầu môi trầm vậy đó. Nhiều cái ông chảnh, nhiều cái cô bực bội lắm. Con hát đi con. Dạ, sau đây thì con xin gửi cho mọi người nghe ca khúc Sau Tất Cả. Và đây là một món quà thì em cũng dành cho anh trong chương trình ngày hôm nay. Nhá, cái giọng rất là nhõng nhẽo, dễ thương. Đôi mắt to, tròn, có cái mái tóc xả xả giống như Mỹ Tâm hát ngang mắt nè. Cô ấy cài một cái trâm trên đầu, cài cái vòng gì đó. Băng đô. À, băng đô. Cái trâm ở đâu ra? Một cô gái mặc áo trắng như sinh viên. Trời ơi. Hát nhẹ nhàng. Trời ơi. Đấy, tôi cảm nhận như thế. Trời ơi, Linh ơi, Linh đi làm thầy bói được rồi. Hả? Linh đi làm thầy bói được quà rồi. Quà coi. Trời ơi. Y chang luôn đấy chứ. Chào chú Linh. Nè, tóc dày nè. Băng đô nè, mặc đồ trắng nè. Đó, mắt to nè. À, dễ cưng lắm. Đó. Nhưng lý do sao không có người yêu chung tin rồi đó. Từ lúc con trưởng thành tới giờ con có 2 mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? 4 năm ạ. Ngắn nhất? 1 năm thôi. Vậy là cũng yêu nhiều rồi đó. Yêu 5 năm rồi đó. Dạ con, tại vì tính cách con là khá trung thủy. Yêu ai yêu cả một đời. Đó hả con ha? Bình mệnh quá khắc khe khiến tình ta tan vỡ. Dễ thương quá. Nhà trai... Được rồi. Bên nhà trai cuồn cuộn rồi đó. Cuồn. Có khi nào con nghĩ một cái người tình trong mơ con như thế nào? Trước giờ con có một suy nghĩ duy nhất thôi. Ừ, suy duy nhất thôi. Đúng. Ừ. Đó là người bạn đời của con hoặc là người chồng tương lai con, giống như chú Quỳnh Linh. Em khẳng định cái giống của anh. Giống em, anh Linh, Quỳnh Linh là trung thủy. Quỳnh thủy. À, ông có trung thủy không? Thì mình sống nhau gần 20 năm nay, cả nước đều biết mình thế nào mà vẫn. À ừ thì đó, thì ông khẳng định đi, trên sóng mình không dám khẳng định nhưng mà thôi, để mọi người đánh giá đi ha. Rồi, nói chung là cũng còn nhiều khuyến khuyết lắm chứ không phải không có đâu. Em cao 1 mét bao nhiêu? Em cao 1m70 ạ. Linh cao 1 mét nhiêu? Bằng nhau. Đúng không? Bằng nhau có độ tương thích đáng kể luôn đúng không? Thử coi đứng thôi. Yes, bằng easy luôn nè. Nó đẹp trai hơn Linh chút. Không, mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ 10 phân vô một chỉ. Mỗi người một vẻ 10 phân vô một chỉ. Ngồi đó đi. Cô có thể nói với con rằng cái người bên đây tương thích với chú Quyền Linh cỡ chừng khoảng cũng 70-80% đó. Còn cái việc 20% còn lại là do con phải tự tìm hiểu. Và con cảm nhận sau khi cái rào mở ra. Rồi hôm nay con đi với ai vậy? Con đi với mẹ con. À mẹ, mẹ đâu? Mẹ con đây. Đâu mẹ ơi, mẹ nói đi mẹ. À, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, thần tượng của em. Ôi, cảm ơn em. Và anh Quỳnh Linh cũng vậy luôn. Xin cảm ơn. Dạ, tính của bé thì bé cũng nói đó là cũng hơi cung đích một chút. À, bé hay vụng về, ăn nói thì cũng chưa được như là khéo. Có sao nói vậy người dạ, ơi đúng có không? Có sao nói vậy. Nó, nhiều khi ba mẹ la rầy. Nhưng mà khóc, nhưng mà chút xíu nữa là lại quê ra xin lỗi mẹ, xin lỗi ba. Đó, đúng rồi, là thương chỗ đó đó. Cho nên bé không có biết giận ai đâu. Còn với cái đối với bạn trai bên này á, thì mẹ thấy là cũng chừng chạc. Cho nên là hai đứa cho nhau một cơ hội đi, rồi để tìm hiểu. Vậy là cảm nhận ban đầu của mẹ là mẹ thấy ưng rồi đúng không? Mẹ coi như cho cơ hội ha. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, con cảm ơn bác ạ. Rồi, nhà trai đi với ai Tuấn? Hôm nay em có mình nhà em ạ. Rồi, thôi được rồi. Hôm nay em nhờ anh Quỳnh Linh là người đại diện ạ. Đừng lo lắng gì cả. Cố gắng chinh phục cô gái làm sao cô ấy bấm nút là được. Quan trọng là do em thôi nha. Chứng minh bản lĩnh của mình. Mạnh mẽ lên. Nào, mở rào. Thank you.
Chào em. Chào em. Dạ, anh có món quà tặng em. Cái cây này anh trồng lâu lắm rồi. Hôm nay chờ đến ngày hôm nay tặng cho em. Dạ vâng, em cũng cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng anh một cái cây, nó tên là May Mắn ạ. Dạ thì nó mang một ý nghĩa đó là cuộc sống của anh luôn luôn may mắn. Nói chung là may mắn thì mới gặp được em ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Em cảm thấy anh thế nào? Anh có một vẻ ngoài đó là khỏe khoắn, cũng khá là điềm đạm. Tại vì em là một người nói cũng khá nhiều, nên là cũng thích người điềm đạm. Anh thích con gái hài hước, nói nhiều lắm. Trước mà chưa mở rào ra anh thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Thấy giọng hát của em anh lại yêu rồi. Ừ, anh thích âm nhạc lắm. Mà anh thích người bạn đời anh thích hát nữa cơ. Dạ. Em rất dịu dàng, giọng nói dễ thương. Mỗi người cũng tuyệt vời luôn. Quan điểm của em thì cũng khá đơn giản. Chỉ cần anh dành thời gian quan tâm em, có nói chung là chịu làm việc để mà xây dựng hạnh phúc gia đình. Thế là anh biết mà. Thì quan niệm về tình yêu của anh thì trước tiên là cái niềm tin. Dạ. Nếu không có niềm tin thì mình không thể đến với nhau, không hạnh phúc được. Bây giờ Tuấn, hãy tiến tới bên em gái và nắm tay cô ấy, hát một bài hát nào đó. Anh xin phép nắm tay em và anh tặng em một đoạn điệp khúc của bài Nắm Lấy Tay Anh nha. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay, hay nha, hay nha. Hai đứa nào hát cũng hay nghe. Hay à. Ồ. Hôm nay anh đăng ký chương trình hôm nay thì anh cũng mong muốn tìm một người để mình đi hết cuộc đời, chứ không phải đến cho chuyện chơi. Mong em hiểu như vậy. Và anh sẽ cố gắng và sẽ làm tròn bổn phận người chồng nếu như chúng ta đến được với nhau. Em cũng muốn tìm một cái người hiểu em. Trong thời gian mình tìm hiểu mà nếu mà mình hợp nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em nếu như mình chọn thì lúc nào em cưới được? Tầm khoảng 5 năm rưỡi gì đấy. Về ghế. Không, được rồi đó. Để tay trái vào nút bấm. Phải sống thật với con tim ngay trong lúc này. Nếu cảm giác trái tim mình rung động, bấm ngay cái nút đó. Hồi hộp quá rồi nè. Nhắm mắt lại. 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau. Và xin phép bác gái. Dạ, con xin phép bác gái, con cho phép con em đây được tìm hiểu nhau một thời gian, rồi một ngày nào đó sẽ trở thành hai vợ chồng. Để cái tay em ra hơi vào, xương tay vào như này, đó nó nhẹ nhàng. Hồi đó nó quý quá, nó rung quá, nó bẻ tao nói. Vậy mà bé kia nó cũng chịu, nó cũng ráng. À. Rồi bây giờ xin phép mẹ luôn là cho hung vào má của bạn gái, giống như đặt cọc vậy đó. Dạ con xin phép bác cho con hôn. Xin phép em luôn. Em đó em. Một cái hành động rất nhẹ nhàng mà chú thích điều này đó con. Đưa nhẹ cái má qua một cái. Chúc mừng hai đứa hạnh phúc nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy cùng chia sẻ bạn gái. Bạn gái còn băn khoăn điều gì hãy nói cho bạn trai biết nha, để có thể thay đổi nha. Xin mời nhà gái.
Rồi, mời nhà trai. Rồi em trai. Dạ. Bây giờ mình có rung không? Cưng có rung không? Rung có hả? Không có gì rung hết trơn á. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Xin chào. Em chào bạn Nam bên cạnh cùng tất cả các cô chú và các bạn trong trường quay. Em tên là Võ Xuân Hằng, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên phòng nhân sự của một công ty sản xuất ạ. À, vậy đó hả? Làm ở Bình Dương? Dạ. Sống ở Bình Dương luôn? Dạ, đúng rồi ạ. Mời nhà trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Văn Cường, năm nay 32 tuổi. Em đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cường làm gì? Dạ, công việc của em là tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện, ánh mắt nhìn với góc độ đường cong, lòng xốn sang khi quỷ tích xoay vòng, hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến. Anh Linh có đón được em là người gì? Anh Linh có thấy những từ khóa trong bài thơ em không? Giáo viên hả? Dạ, đúng rồi anh Linh ạ. Em là giáo viên toán lý, đồng thời là trưởng phòng của công ty cổ phần giáo dục công nghệ ạ. Thôi vậy hay rồi đó. Dạ. Vô đề hay đó. Dạ. Hai bạn này cùng tuổi, em thấy hay không? Dạ có. Hay mà ha. Dễ thương đó. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì? Ưu điểm của em là tính cách của em rất là tự lập. Em sống thì giàu tình cảm và em rất là yêu thương động vật đó. Em thì người yêu thì em chưa có, nhưng mà chó thì em có cả chục con. Chó thì em có cả chục con. À, chó có cả chục con nghe. Mình có khuyết điểm gì không cưng? Dạ, em thì em cũng hay quên lắm ạ. Nhiều khi đi ngoài đường á, có người chào em á, thì nhiều khi em nhận ra họ. Đến khi mà họ gặp em, họ chào lần thứ ba luôn. Xong em mới nhận nhỏ rồi, hình như là mình có biết người này. Vậy mà nhiều khi tới bây giờ là em cũng nhớ ra là em quen họ như thế nào, họ là ai luôn. Là hay quên hay đản trí chút xíu thôi. Nhiều khi thấy tủi thân dễ sợ. Phụ nữ hay nói người yêu chưa có, nhưng chó em có rồi. Chó có cả chục con. Thì bởi vì mới khổ cũng... Vậy sẵn luôn mình nói về người yêu đi thiệt. Mình đã có mấy người yêu? Thật ra thì em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Thật ra thì em thấy nó cũng chưa có sâu sắc lắm. Tại vì trước đây á, thì em tập trung vào trong cái vấn đề công việc và gia đình quá nhiều đi. Cho nên là em cũng hơi hời hợt với lại cái thế giới xung quanh quá. Thì có lẽ là mình đã bỏ lỡ qua quá nhiều cơ hội rồi. Thì nay thì em đến với chương trình thì rất hy vọng là mình có thể tìm được một mạch kép hoàn hảo cho mình. Để mình có thể, hai bên có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong cái mối quan hệ. Hai mối tình kia là chỉ là nhẹ nhàng thôi? Thì mối tình đầu tiên của em thì cũng lâu rồi chị, cách đây cũng khoảng 6-7 năm về trước rồi. Còn mối tình gần nhất thì cách đây khoảng 1 năm thôi. Tụi em thì quen nhau cũng được gần 1 năm. Nhưng mà tại vì tính cách của em thì em cũng khá là trầm tính, ít nói. Bạn ấy thì cũng giống như em, cho nên là có thể là hai bạn chưa có biết cách để giải bày tâm tư với nhau nhiều hơn, cho nên là mình không có tiến xa được trong cái mối quan hệ đó. Ok. Đó là mời nhà trai ạ. Dạ, về ưu điểm của em á thì tính em dễ thương, hòa đồng, thân thiện, vui vẻ và rất là trung thực. Còn về điểm yếu thì em cũng ít nói, với lại có nhiều khi đôi khi mình làm việc quá nhiều đi nên có những lúc em hơi bị mất cân bằng cuộc sống. Nên đến em thấy rằng là có lẽ do hũng cô đơn quá nên là mình cứ lao công việc nhiều á. Nên bây giờ là quyết định đến chương trình này, mong chương trình tìm được một nửa yêu thương của mình để mà không còn cô đơn nữa, cuộc sống em mới cân bằng một cách trọn vẹn. Dễ thương. Hai bạn có cái mong muốn giống nhau ghê luôn á. Dạ, nhưng mà bên đó là có mấy mối tình rồi? Dạ, từ xưa đến giờ em đã chưa mối tình nào. Chưa mối tình? Dạ, nào chưa có. Thầy giáo người ta chưa có mối tình. Dạ, nào dạ, thầy. Dạ. Thầy chưa có mối tình nào luôn á hả? Chưa, nói về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Dạ. Lúc mà sinh viên thì em tính lúc đó nó quá nhát đi, không được như bây giờ, mạnh dạn như bây giờ. Hồi xưa em quá nhát. Cũng tạo áp lực cho nhà gái tôi ghê chứ.
Nói chung á là em phải là cái người mà gọi là hướng dẫn đó. Nhưng mà lỡ như em thích người chủ động hơn em thì sao? Đó, nghe chưa? Dạ, thầy, dạ. Cô thích người chủ động. Bây giờ ta chủ động được rồi nè. Thì đó, dạ. Chút xíu thầy phải chủ động nghe chưa? Dạ, yên tâm. Dạ, yên tâm. Dạ. Không, không phải là em không có mối tình nào mà em thiếu kinh nghiệm đâu chị. Dạ, chưa chắc. Vậy là bây giờ thầy nói luôn đi, thầy mong muốn cái một nửa của mình sẽ như thế nào? Thầy tưởng tượng, thầy ước mơ làm sao nè? Dạ, em muốn một mảnh ghép của em á là một bạn nữ về ngoại hình nó cao khoảng 1m6 trở lên. 6 trở lên. Tóc dài hay ngắn gì cũng được. Dạ. Về ngoại hình ưa nhìn, cảm tình là được. Vì lại có công việc, thu nhập là được. Dạ. Rồi còn em sao? Em nói cho thầy nghe đi, cái mong muốn của một nửa của em như thế nào? Dạ, em thì cũng đơn giản lắm. Thì ngoại hình cũng khoảng 1m6 trở lên, tại vì cao hơn em là được. Nói chung là vừa người, không mập quá cũng không ốm quá. Tính cách thế thì phải chín chắn, trưởng thành và sống phải có trách nhiệm. Phải biết tự giác, tự ý thức á. Ví dụ như trong công việc gia đình thì ví dụ như sau này có tiến xa được á, ví dụ như thấy vợ bận làm cái này hoặc là vất vả quá thì phải tự giác, tự ý thức để làm chứ không cần phải đợi vợ nhắc. Chào con gái. Dạ em chào anh. Em nói thích người không mập quá, không ốm quá hả? Dạ. Ví dụ hơi mập mập chút được không? Ông, tôi đề nghị mai mốt nói cái chữ mập ông đừng có nhìn cho tôi nha. Thấy chưa, mọi người thấy bạn kiếm chuyện không? Người ta nói bên đàn trai thôi cũng đi cài. Quay ra ống kính nhìn ống kính đi, tại sao cứ phải liếc qua tôi một cái rồi mới trở mặt qua bên kia? Bây giờ, ví dụ nhà trai hơi mập mập chút được không? Dạ, trả lời đi cưng, trả lời hỏi cho... Tôi nhìn đây mà tôi hỏi nhà gái đó. Trả lời nhìn qua đi. Kia mà ông dân bà chửi. Được dạ, không? Dạ, mập mập xíu được cũng được. Nhưng mà không phải là mập quá, béo béo quá. Quan trọng là mình có sức khỏe là được ha. Dạ. Bây giờ là em không thích điều gì đàn ông? Em không thích bạn nam hút thuốc. Tính tình thì đừng có bảo thủ và khuôn phép quá. Thầy giáo nãy giờ dễ thương lắm, cởi mở. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em đeo kính cận. Em thì em cũng có ấn tượng với một số bạn nam bị cận giống em. Ai có ý kiến em sao? Thầy có cận không thầy? Không, thì em không cận. À thầy không cận. Không cận. Lấy kiến đeo vô. Lấy kính mát đeo cũng được. Kính mát đeo cũng được. Em cũng không có yêu cầu nhiều lắm về cái ngoại hình lắm. Chủ yếu là tính cách của bạn có hòa hợp được với tính cách của em hay không. Em đi với ai vậy? Đáng lẽ là hôm nay em đến với mẹ em. Nhưng mà vì một số lý do nên mẹ em không có đến được. Thì trước khi đến đây thì mẹ cũng nhắn nhủ là con gái đến chương trình thì cố gắng làm vợ con rể về cho mẹ. Thôi coi như chị đại diện cho gia đình bên nhà gái nha. Ok, trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với mẹ, chị dâu và thầy Minh, đồng nghiệp của em. À, mẹ, chị dâu, thầy Minh đó ha. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên mẹ đi. Thì đến đây chị để thầy dâu cháu này cũng được thôi, hai đứa cho nhau một cơ hội đi. Dạ, đó mẹ đơn giản xúc tích vậy đó. Thôi hai đứa bấm nút đi hai đứa ơi. Mẹ thấy được rồi đó. Rồi xin mời thầy Minh. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào thầy. Dạ, chào bạn nữ và các nhà gái. Anh muốn nói về em Cường là một người đồng nghiệp, cũng là một người em. Thì trong công việc thì cũng rất là nhiệt tình, song sáo và sống rất là tình cảm. Do cũng quá hiền từ đi thì anh nghĩ hôm nay hai đứa đến với chương trình cũng là một cái duyên, một cái cơ hội. Anh nghĩ là hạnh phúc thì cần phải bổ sung cho nhau những cái khiếm khuyết. Em Cường sẽ vì quá là nhút nhát rụt rè thì mong là em bổ sung những cái đức tính đó cho Cường để mà hai đứa có thể hạnh phúc hơn trong cái tương lai. Anh xin hết hai đứa nên cho nhau một cơ hội. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nhưng buổi gặp gỡ hôm nay anh có tặng em món quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Em thì rất thích là xương rồng, bởi vì trong bất cứ tình huống khắc nghiệt nào thì xương rồng muốn luôn mạnh mẽ vươn lên. Dạ. Rồi em mở quà đi của thầy đi, coi là thầy tặng cái gì. Chai nước hoa phải không anh? Thì đây hy vọng là cái mùa này nó đặc trưng, khi em sử dụng nó em sẽ nhớ đến người tặng. Dạ. Mùa đặc trưng. Chúng ta có thể trao đổi về cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó. Qua cuộc trò chuyện của anh Hùng Linh và chị Hồng Vân thì bây giờ hai ta đã gặp đối diện với nhau. Thì em cảm nhận về anh như thế nào? Ấn tượng đầu tiên thì
Em thấy lúc nãy là được biết là anh là thầy giáo thì em nghĩ là đúng chuẩn của thầy giáo luôn rồi. Hiện tại thì ấn tượng ban đầu cũng khá là tốt ạ. Thì biết là anh cảm thấy em thế nào? Thì trong tưởng tượng của anh bây giờ thấy trực tiếp em á, nó cũng giống 80% gì là tưởng tượng. Một cô gái xinh xắn, dễ thương. Cảm ơn. Mịn màng, chống chẻo. Công việc của em bên nhân sự, quản lý nhân sự đó, mình làm giờ hành chính không em? Em làm nhân sự tổng hợp luôn ạ. Tất cả các vấn đề liên quan về công lương, tuyển dụng, chế độ phúc lợi. Vậy là chắc mình làm giờ hành chính trong tuần thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thứ bảy nhật cuối tuần là em có thời gian rảnh nhiều. Thứ bảy thì em làm tuần nghỉ. Chủ nhật thì tất nhiên là em được nghỉ rồi. Vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hẹn hò. Yeah. Rồi bây giờ thầy giáo có thể biểu diễn một cái tiết mục đó cho cô giáo với cho em gái xem nè. Đeo mắt kiến kêu ta cô giáo luôn. Ừ. Đến chương trình này em có cái chuẩn bị một ca khúc. Cái tên của bài hát này nó cũng có ý nghĩa. Đó là chính nơi đây là nơi tình yêu sẽ bắt đầu. Ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để dẫn lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông này một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Thầy giáo hát rất là thoải mái. Bên nhà gái mình có hát đáp lại không? Em thì hát không có hay lắm. Kệ được em ơi, quan trọng là hát ấn tượng thôi. Bữa nào mời thầy giáo về nhà anh hát một bữa. Dạ em cũng xin hát một đoạn ngắn là: vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ. Một lần gặp gỡ đã ngỡ, đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Bây giờ thầy giáo có thể nói với tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Hai chúng mình đăng ký tham gia chương trình. Mà ngày hôm nay, ngay tại đây, giờ phút này chúng ta gặp nhau, đó là một cơ duyên. Thì anh nghĩ rằng là hai chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể một tiến tới xa hơn. Mà em yên tâm, anh tự tin là anh sẽ là bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em, đồng hành em đến suốt cuộc đời. Anh tự tin về điều đó. Ok, rồi. Để tay mình rút bấm đi. Để tay nút bấm đi. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng thầy giáo nha. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau, để nắm chặt tay nhau nha. Dạ, thưa hai bác. Xin bác cho con với Hằng được chính thức quen nhau, chính thức hẹn hò, tìm hiểu. Và hai bác cứ yên tâm, những gì lúc nãy con nói là chắc chắn 100% là uy tín của con. Rồi. Những gì con nói con sẽ làm được. Hai bác yên tâm. Hai bác ở nhà yên tâm nha. Sẵn vậy xin phép hai bác đi cho hung lên má em Hằng nha. Dạ, con xin phép hai bác được hung em Hằng. Dạ. Hay quá. Thầy giáo chưa yêu lần nào nha. Thầy rất là mạnh dạn nha. Đúng rồi, thầy rất là tự tin luôn đó. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng
thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Yeah. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Đi đi cho con. Như vậy là chúng ta đã trọn vẹn hai cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc cho họ sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và chúc cho họ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetLove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Xin cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Mời nhà trai. Thôi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em, đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, em, chị Hồng Vân và các bạn khán giả ở trường quay và bạn nữ bên kia. Em tên là Hoàng Ngọc Vũ, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ làm gì Vũ? Dạ em làm lập trình viên và marketing online. À, ở quận mấy Vũ? Dạ ở em làm ở nhà luôn. Ở quận dạ, mấy? Gò Vấp, Gò Vấp. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào tất cả. Em tên là Jessica, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm designer và editor của trung tâm tư vấn du học Âu Mỹ. Oh. Dạ. Em đến từ Đà Lạt. Vậy đó. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 3 anh Quyền Linh. Hợp lý. Jessica hả? Tức là dạ. tên Việt của mình là gì? Dạ em tên là Thúy ạ. Có ưu điểm, khuyết điểm gì mình nói cho bên nhà gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em thì em là một người sống rất là tình cảm. Rất là quan tâm đến gia đình. Tốt. Và em mà đã muốn làm cái gì á thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Về mà khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em có hút thuốc. Cái thứ hai á là em rất là kén ăn. Tại vì nhiều khi mà mẹ em nấu mà em còn chê là không có hợp khẩu vị của em. Thôi ơi, mẹ nấu mà không hợp khẩu vị biết ai nấu mới hợp đây. Trời ơi, không, tại vì ngon là được à. Tại vì em thấy ngon. Vậy là em nói mẹ em nấu không ngon gì? Không không phải, mẹ em nấu cũng ngon nhưng mà cũng tùy món ngon ạ. À. Trời ơi. Dạ. Mẹ xem chương trình dạ. Mẹ đừng có la con nha. khó trong ăn uống đó nghe bạn này nè. Còn mình rồi. Thì sao nè? Dạ khuyết điểm của em là do cái tính chất công việc của em là làm thiết kế cho nên em phải thức khuya nhiều á chị. Tối ngủ em hay bị nói mớ. Em hay bị nghĩ là bị đồng nghiệp dí hay là sếp dí. Còn cái khuyết điểm thứ hai của em là mỗi lần đi coi phim á là em hay để ý những cái hiệu ứng hơn là để ý xem là nội dung của phim như thế nào, hay hay dở, diễn viên đẹp hay xấu. Cho nên người ta đi coi phim với em thì người ta hơi bị chán. Em ăn nhiều nhưng mà không có mập được. Trời ơi, cái đó ưu điểm đó cưng. Dạ. Cưng dạ. Ở đây không ăn mà hít không khí không còn mập đây nè. Muốn chết vậy đó. Dạ. Đừng có nói chữ mập, nó nhạy cảm lắm. Thôi nín đi. Giờ ưu điểm mình là gì nè? Dạ, em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Ngày hôm nay em có chuẩn bị một cái món bánh cho em tự làm. Mời hai MC cùng với anh trai bên kia. Trời ngon à. Trời ngon à.
Anh Quyền Linh ơi, nếu như mà anh ăn bánh của em á, mà anh thấy ngon á, thì anh có cho em cái địa chỉ đi rồi em sẽ làm và ship qua nhà anh. Trời ơi, được. Trời ơi. Ai như bà mối kia. Trời ơi. Cưng. Dạ. Mình đã bắt đầu độc lập về tài chính từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Và em đã, từ cái thời điểm đó là em đã gửi tiền về lo được cho gia đình. Quá giỏi, xuất sắc nha bạn trai, nghe xuất sắc nha. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Dạ, vậy là anh giỏi hơn em. Rồi, vậy là xuất sắc hơn, càng tốt em ơi. Dạ. Tôi độc lập tài chính từ lúc 3 tuổi rồi nè. Dạ. Dạ. Bây giờ mối tình của mình thì được mấy mối tình rồi? Em có một mối tình sâu đậm nhất, một mối tình 8 năm. Và em đã chia tay được 1 năm rồi. Thanh mai trúc mã luôn á. Lúc mà bọn em yêu nhau thì không có vấn đề gì hết. Mà khi ra làm chung thì mâu thuẫn nhiều. Và anh đó không bảo vệ được cho em và bọn em chia tay. À vậy, dạ. Hai đứa làm chung chỗ hả? Dạ đúng rồi. Tội nghiệp quá, mối tình 8 năm mà chia tay. Mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em chào chị Hồng Vân. Ừ. Em đã trải qua hai mối tình. Một mối thì là em đơn phương năm lớp 8. Thôi thôi. Còn cái mối tình gần đây nhất thì em chia tay cách đây 2 năm. Mới quen được có khoảng gần năm thôi. Gần năm mà chia tay 2 năm rồi thì cũng không có gì là sâu sắc rồi đúng không? Chỉ có ấn tượng nhất là mối tình năm lớp 8 mà em yêu đơn phương người ta thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ vẫn còn yêu không? Bây giờ mình chỉ nhớ về cái ký ức thôi chị. Bây giờ người ta đã có gia đình rồi. Không, người ta chưa có gia đình, người ta mới có bạn trai thôi. Em kiếm tiền từ năm 18 tuổi luôn. Vâng. 18 tuổi em cũng chạy, em cũng ra đời, em làm nhiều ngành nghề em chị. Có nuôi gia đình không? Em có gánh nặng về gia đình? Em vẫn có hỗ trợ ba mẹ tiền sinh hoạt các thứ vậy. Rồi giờ mình đã có nhà riêng chưa? Không, em vẫn ở chung với ba mẹ em. Em thích cái mẫu người con gái như thế nào? Thường thì em thích một người con gái là biết nấu ăn là em thích rồi đó. Hiền lành, biết quan tâm chăm sóc với gia đình. Bạn đó là designer đó. Mấy cái người như vậy chắc là lành lắm á. Em sợ chị nhất là những biết, người lăn, tại vì ít nhất là em nhìn là em sẽ hết hồn, tại vì người ta design á là về cách ăn mặc, về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi. Đúng em không? Em thích một người mà giản dị tí thôi, đừng có mà cầu kỳ quá, hiện đại thì cũng được nhưng mà đừng có hiện đại quá chị, hại điện á. Dạ. Bên đây cũng có gu vậy, mặc quần rất tàn nát. Ông mối sao người ta y vậy thôi, ông tưởng ông mặc đồ lành lặn à? Cũng có rất mà da hay thật. Hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bản vẻ ngoại hình đó thì cỡ Mizu. Rồi có cần giỏi giống như Mizu không? Không cần đâu, bình thường là được chị. Chỉ cần ngoan hiền, giao diện dễ thương, đừng có chỉnh sửa Photoshop nhiều á. Ừ, thôi đừng chỉnh tự sửa, nhiên đúng truyền thống. Nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Mizu thì theo em thì sao? Thì nếu thì mà sao? Vậy em sợ em bị nét vẽ thôi chị ơi. Mi gì đây? Anh giúp em. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương. Bên đây á, nghe em nói á, thì dạ, biết rằng em là một người cũng rất là năng động. Dạ. Và biết tự lập, biết kiếm tiền ha. Thì em yêu cầu như thế nào? Em muốn một chàng trai thế nào? Em có thể diễn tả thử xem. Dạ, về ngoại hình á, thì em không có yêu cầu gì hết. Vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì nó sẽ không có chung thủy. Em chỉ cần là em không, nhìn em yêu là được. Không đúng đâu. Có những người rất đẹp nhưng họ, dạ, rất là chung thủy. Dạ. Có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy. Dạ. Cái này cũng tùy theo con người chứ đừng nói đẹp là không chung thủy. Cái đẹp như chị Hồng Vân á, chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Người ta đừng nói con trai, người ta không có nói đến phụ nữ. Mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á, 80% là phụ nữ chung thủy rồi. Nhân nhà gái đó, tôi xin mời ông một cái bánh với lại bạn bên kia một cái bánh. Rồi cho được không? Không. Rồi nhận xét, giờ ông thích ăn gì tôi lấy. Hả? Thích ăn gì đưa nè? Cho bạn trai ăn trước đi. Đó, đưa. Mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Trời cô gái ơi, bánh nhiều màu sắc đi. Sắc. Để coi bạn trai ăn cái gì. Em ăn cưng cái ơi, cho ăn gì nào? Em đang thèm. Không, bỏ tay ra. Chị em lấy cái này chị. Cái mà nhiều màu sắc cốm phải không? Rồi dạ, dạ. Ok. Lấy đúng cái mình thích ta. Thôi vậy thôi em nhờ anh Quyền Linh để em lấy cái thôi, này. Có tới hai cái cốm em là giai chính mà. Rồi ăn đi xong còn cái nữa được không? Kèo quá. Đúng quá, rồi, đúng ra phải đưa mình hết hộp á. Dạ. Thưởng thức đi em. Thưởng thức. Ngon quá, nhìn ngon quá. Nhìn kem. Nhìn kem ngon quá. Ngon thì bên nhà gái tôi nói là nếu mà anh Linh thích thì là bạn sẽ làm, bạn ship tới tận nơi cho anh. Còn cái nữa thôi. Không. Ngon quá. Sao bạn trai thấy sao nè, cho cảm xúc coi nè. Đưa đây bỏ thùng rác cho. Ngon chị ơi, cho em xin thêm một cái nữa chị ơi. Đó thì để nói cho bạn biết là bạn khó ăn đúng không? Bên đây là bánh là rất là khó. Được, đàn trai chịu quá. Đó, bên nhà gái tôi có quyền chọn.
em hình dung cái người con trai ngồi bên rào bên kia như thế nào? Có thể là anh đó cao 1m8. Mấy? Có 1m8 không anh? Không em ơi. Đúng rồi. Dạ 1m7 cũng được. Mét 7 hả em? Được. Dạ. Cỡ ở đây. Mét dưới được không em ơi? Em nghĩ là anh có mắt 2 mí hả anh? Anh có mắt 2 mí không? Anh mắt 2 mí nhưng mà mét rưỡi được không em? Ủa hồi nãy em mới nói 1m7 mà. Không, mà ý anh hỏi là 1m5 được không? Cũng được, không sao được. Em chỉ cần con trai giỏi nghe, thôi. Nghe cũng được, nó hơi bị miễn cưỡng em. Em nghĩ là anh tóc anh nhiều. Rồi sao nữa nè, tưởng tượng dạ, nữa không? Em nghĩ là anh đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tay, mang đôi giày tay. Đúng không anh? Áo sơ mi thì có nhưng mà quần... Đúng chứ ta. Quần jean rách. Không sao, cá tính. Tại em cá làm tính. Designer, tưởng em tưởng thích những cá tính à. Ngày hôm nay em có kế một cái này. Dạ. Đây, hãy nói với chị, em gửi cho ai? Dạ, em muốn gửi cho anh trai bên kia. Đó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi. Lời nhắn này hâm dọa anh. Hai tay đàng hoàng, bên đây người ta trân trọng. Đàn trai xin phép nhận. Có kèm bánh nữa tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Đọc đi em. Anh à, em là một cô gái bình thường, nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Em đưa ra thử thách này. Nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiều một tháng. Lương em hả? Ừ. Khoảng nhiều một tháng. Khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu. Có khi nào hơn không? Cái này bí mật anh. Lập trình viên là lương cao lắm nha. Vâng. Sao tôi nói cho các bạn biết, lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi. Làm một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu. Được chưa? Dạ. Yên tâm chưa đàn gái? Dạ. Thử thách này đã vượt qua. Vâng. Cô gái đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chị đồng nghiệp và chị ở chung nhà với em. Em chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và mọi người trong trường quay ạ. Thì cháu là đồng nghiệp cùng với lại cơ quan của Thúy và ở cùng nhà với em ạ. Với cái bạn trai bên này thì chắc là khá là hợp với lại cái yêu cầu của Thúy. Thúy nói là Thúy không yêu cầu ngoại hình thôi, nhưng mà Thúy rất là thích những cái bạn mà ngoại hình sáng sủa, nhìn vừa mắt của Thúy ấy. Cho thấy là bạn bên này thì khá là hợp với Thúy. Có điều là thấy bạn Thúy nhà em thì hơi ít nói, với lại bạn hơi nội tâm, dễ bắt nạt ấy. Bạn bên này thấy lanh quá cô. Sợ là về bạn bắt nạt Thúy ấy. Với lại là bạn có nói là cái chuyện người yêu cũ của bạn ấy mà bạn còn lấn cấn cái tình yêu suốt từ năm lớp 8 đến giờ. Thì không biết là sau này bạn giả sử như mà bạn đến với Thúy đi, mà cô gái kia thì cô cũng chưa lấy chồng, thế cô lại muốn quay lại với bạn thì bạn tính thế nào? Hoặc là bạn nói là bạn đã tính toán hết cái chuyện như là lấy vợ, sinh con rồi này kia, thì bạn tính thế nào? Con bạn đi học như nào, rồi tiền là bỉm sữa, rồi học hành như nào, bạn đã tính như nào rồi, thì bạn chia sẻ một chút cho Thúy và mọi người ở đây cùng biết. Đó. Về cái vấn đề mà mối tình lớp 8 á, thì hiện tại thì mình không có còn nhớ đến nữa, nó chỉ là một ký ức thôi. Chứ là mình không có lưu luyến. Còn về việc mình lăn á, lăn ở đây không phải là lăn theo kiểu bắt nạt người khác, mà lăn ở đây là lăn trong công việc, trong các mối quan hệ để mình giao tiếp tốt với lại mọi người xung quanh. Còn mà về vấn đề mà bạn muốn thắc mắc là mình chuẩn bị những gì, như là con cái, tiền sinh đó, cái đấy thì mình đã chuẩn bị trong đầu hết rồi, cho nên là bạn cứ yên tâm. Những cái gì tốt nhất là mình sẽ dành cho người con gái của mình. Yên tâm thì yên tâm rồi, nhưng mà nếu được thì bạn chia sẻ một chút đi. Tại vì nhiều bạn trai cứ hứa hẹn ấy, em cứ về với anh, em yên tâm, em sẽ thế này, em sẽ thế kia. Thế thì mình biết nhiều bạn trai cũng hứa hẹn là sẽ yên tâm, nhưng mà nếu mà bạn muốn chi tiết, ý của bạn là muốn chi tiết luôn gì đúng không? Cũng không cần phải chi tiết, nhưng mà bạn có thể nói là ví dụ bạn nếu như mà bạn đến với Thúy chẳng hạn, thì là cái dự định về cuộc sống của bạn như nào, con cái thì sinh mấy đứa chẳng hạn này, sống ở đâu, rồi học cái gì như thế nào. Đó, à cái vấn đề đấy thì cái vấn đề đấy là sau này với lại mình sẽ học với bạn gái, ví dụ như con cái thì sẽ học ở trường quốc tế,
Còn Sân ở bệnh viện quốc tế. Rồi nếu mà học á, thì mình định hướng con cái mình sẽ học theo lĩnh vực công nghệ thông tin luôn, chứ mình không muốn con mình phải đi theo những lĩnh vực khác, tại vì nó là cũng là đam mê của mình. Dạ, nghe bạn trai chia sẻ thì thấy là hợp với Thúy rồi ạ. Cảm ơn. Rồi cảm ơn bạn nữ. Rồi bây giờ xin mời bạn trai, bạn đi với ai vậy? Dạ em đi với lại anh họ của em ạ. Em chào chị Hồng Vân với chào anh Quỳnh Linh với các bạn trong trường quay. Em là anh họ của Vũ, cũng ở gần nhà Vũ. Thì do cái đặc thù cái công việc của em làm trên online với lại tiếp xúc khách hàng nhiều á, nên cái tính tình nó hơi năng động một xíu. Nói về tương lai á, thì Vũ có chia sẻ với em á, là Vũ cũng đã chuẩn bị cho cái ngày những ngày sắp tới nếu mà lập gia đình rồi. Cứ yên tâm về vấn đề đó, hay chia sẻ với anh điều đó. Rồi. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi, mở rào thôi. Mở rào. Tiến lên. Tiến lên nhận quà, trao quà. Nào. Có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Tại mình tính mua hoa nhưng mà mình lại thấy bạn như một đóa hoa rồi, cho nên là mình đứng đó, đứng đó, đứng đó, mở quà đó luôn. Dạ. Em tặng anh bức tranh em vẽ về Đà Lạt á anh. Anh có đi Đà Lạt bao giờ chưa anh? Anh đi đúng một lần năm học cấp 3, tại vì anh ít khi đi du lịch xa, tại vì mỗi khi đi xa là anh thấy nhớ nhà. Quà của anh đa dạng. Anh tặng em một con gấu bông, một cái lắc tay, dạ, với lại một cái đồng hồ thông minh, với lại một cái lọ đựng hoa để em trưng trong phòng cho đẹp, với lại có một cái tấm thiệp. Đọc tấm thiệp đi, đưa cái quà đây. Người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương. Nếu em không ngại hãy để anh là mảnh ghép còn lại trong trái tim em nhé. Dễ thương quá anh. Bình thường anh nói chuyện cũng ngọt ngào vậy. Không, bình thường anh thường anh nhắn tin hay anh ghi ra giấy thì anh ngọt thôi, chứ nói chuyện anh ngại nói ngọt lắm. Em có giống như trong anh tưởng tượng nãy giờ không? Cũng giống á. Anh nghĩ ở sau bức màn nãy giờ em là một người ngoại hình như thế nào? Thì anh nghĩ là em một người ngoại hình nhỏ nhắn. Dạ. Dễ thương, xinh xắn. Có giống như cái mẫu người mà anh muốn, có giống như Mizu không anh? Cũng được. Không phải, cái Mizu là chẳng qua là anh đưa ý tưởng vậy thôi, nhưng mà không phải giống 100% được. Em cũng là vô tiêu chuẩn của anh, đúng gu của anh. Em có nhận xét gì về anh không? Nói chung em rất là thích con trai năng động. Và em thấy anh cũng làm nghề liên quan tới công nghệ giống em rất là thích. Với lại em thích con trai đeo mắt kiến nữa, hồi nãy em không nói. Đeo mắt kiến nhìn chi thức. Ừ, thì không biết là em có ý định mà lập gia đình sớm không, hay là em dự định muốn của là mình anh tìm là hiểu bao kỹ giờ lập gia đình? Không, dự định của anh thì anh tôn trọng quyết định của bạn nữ, nhưng mà theo anh á, thì mình tìm hiểu kỹ á, thì mình lúc mà mình lấy nhau thì nó đỡ được những cái giống như là những cái mâu thuẫn. Theo em á, thì cái chuyện quen lâu hay không nó không quan trọng bằng cái chuyện mà đủ duyên nợ thì mình đến với nhau. Em đang sống ở, dạ, ở trong 3. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Em thuê nhà ở chung với chị. Còn ba mẹ em ở dưới ở Đà Lạt anh. À Đà Lạt hả? Dạ. Anh cũng thích Đà Lạt lắm á. Nhưng vậy mà giờ anh có lý do để đi Đà Lạt rồi đó. Thì đó, anh không ngại đến Đà Lạt đâu, anh chỉ cần em đi cùng anh thôi. À tại vì hồi trước anh có đi Đà Lạt, nhưng mà đấy là năm cấp 3 anh có đi đúng một lần rồi, còn sau đó đi là anh không có đi Đà Lạt. Dạ. Tại vì không có ai đi cùng với anh hết á. Lâu nay em cũng đi về Đà Lạt và đi có một mình thôi, em cũng muốn có người đi cùng với em. À, thường nếu mà em có thích đi du lịch không? Dạ có anh. Thường thì em đi du lịch thì em đi xa không, hay là em đi... Em chỉ đi trong nước thôi. Không, anh biết rồi, trong, dạ, nước, nhưng mà ý là em đi bằng xe máy, đi phượt, dạy đi phượt, hay là em đi như nào? Em không có thích đi phượt lắm. Cái đấy giống anh á. Dạ đúng. Tại rồi. Vì ngồi xe lâu mệt, dạ, lắm. Dạ đúng rồi. Cái thời gian đó mình có thể dùng để đi chơi nó thoải mái hơn là thời gian ngồi xe nó rất là mệt. Nếu mà anh đi du lịch là anh phải đi máy bay không à? Chứ anh đi xe là anh chịu, anh không đi được. Điểm xe. Điểm đó anh với em hợp nhau rồi. Anh thì bình thường anh làm việc á, anh ngồi máy tính một ngày có khoảng mười mấy 20 tiếng là anh ngủ ít. Nhưng mà cái sở thích của anh á là đọc truyện, xem phim, với, dạ, lại anh nghe mấy cái nhạc nào mà hay hay thì anh hay edit lại mấy cái video để xong anh up lên Facebook anh. Để lâu lâu anh vô anh nghe. Em cũng hay dựng phim. Em có thể tiến tới và nắm tay cô gái nói điều gì đó, hoặc hát một bài nào đó. Em hát dở, em nhường bạn gái hát. Thôi, trước em được. Em không hát được. Anh nói với em cũng được, không cần phải hát đâu. Thôi nắm tay cô đứng lên đi, dạ, cưng. Người ta đưa tay nãy giờ rồi, không chịu nắm nữa. Anh sợ em vậy luôn. Không, tay anh ra mồ hôi cho nên anh ngại nắm tay.
anh nắm tay kia được không? Em đâu có ngại đâu. Rồi anh nói gì với em đi. Anh hy vọng là em và anh có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Anh thấy em thì anh cũng rất là mến em. Dạ. Tí nữa bấm nút nha em. Tí nữa bấm nút nha em. Nãy giờ chúng tôi đã để thời gian cũng khá dài để các bạn có thể trao đổi về rất nhiều thứ. Quyết định bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Tốt rồi. Rồi thôi mình nắm tay đi cưng. Nắm tay đi. Đó. Mình trao nhau cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Anh xin phép hôn em nhé. Hai đứa rất là dễ thương luôn. Mời gia đình nhà gái. Mời bạn trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh. Năm nay em 31 tuổi. Quê của em ở An Giang. Dạ, em đang làm ở Bình Dương. Dạ, em là nhân viên văn phòng. Rồi, mời đàn trai. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia. Chào đại diện hai bên gia đình. Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh, 34 tuổi. Và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Sinh đang làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dạ, em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cơ. Dạ, điểm mạnh của em là em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là rất là dễ tin người nên dễ bị dụ. Dễ bị dụ. Rồi, mời em trai. Dạ, ưu điểm của em á thì em sống tự lập. Và có thể là nấu ăn được. Em thích học hỏi. Với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh. Với lại em có thể hát cũng được ạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm là tại em cũng cái tập em cũng ít nói chuyện. Với lại em ít cái biểu hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Và có một số bạn thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia. Em có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên là thời đi học. Và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm. Mời đàn gái. Em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9. Em quen xong bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học. Bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân. Còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em. Với lại em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa. Cho nên em không đi đến hôn nhân. Như vậy là trong bao lâu rồi em đã chia tay bạn đó bao lâu? 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi. Mà 5-6 năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy như ở mức độ bạn bè. Với là em trong 5-6 năm nào em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Đó. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em. Chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đổ lên dạ, ha. Dạ, cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi, vậy dạ, rồi. 1m72. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? Nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia thì em có thể là em sẽ được 70-80%. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Chào em. Dạ, chào chị. Rồi, vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Bạn nữ của em muốn tìm, biết chia sẻ. Và đặc biệt em cần một điều là cái đạo đức. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á thì đó là chị Mỹ Tâm, cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hay hát. À vậy hả? Vậy dạ. Chút em hát cho anh nghe thử nghe. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh với chào chị Hồng Vân. Dạ, nói về Trinh á thì sống rất là tình cảm, rất là có hiếu với ba mẹ. Qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được, nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền.
Theo chị thì chị thấy em nói chuyện thì được đó. Để coi hai em cho nhau cơ hội và tìm hiểu nhau đi. Rồi, cảm ơn chị. Ta đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ ạ. Động viên em đăng ký chương trình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh trai, anh cả của Phương Sinh. Sinh thì sống rất là đầm tính, không bao giờ gia trưởng, rất là thương yêu và chăm sóc mọi người. Anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh, đầm tính. Thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi, xin hết. Rồi, cảm ơn anh hai. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sinh. Chào em. Hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Nãy em nói em tặng bạn đó bài hát đó. Dạ, em hát không có hay mà mọi người đừng có cười. Dạ. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho. Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thư đây của bạn học. Đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau. Anh trai sao? Dạ, anh thấy bạn hát cũng hay ạ. Em có tặng bạn không? Tặng dạ, hát dạ tặng có. Bạn không? Anh sẽ là dòng sông, đêm là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, đêm là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, đêm là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Xin chào anh. Rồi. Chào em. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Tâm sự không? Em hỏi anh là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh nghĩ thì nếu như hôn nhân á thì quan trọng nhất á là cái sự chia sẻ, sự tha thứ với nhau. Rồi anh có gia trưởng không? Không. Anh có biết hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc. Thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon. Dạ. Mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh? Nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ. Còn ở Biên Hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi. Nếu như mình đến hôn nhân. Ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao? Thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn. Hãy tiến đến và đứng gần Trinh và nói cái gì đó. Dạ. Suy nghĩ gì Trinh như thế nào? Anh thì anh có đọc một bài thơ ở trên mạng. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Thì anh nghĩ và hôm nay là cái ngày và cả một buổi chiều nữa anh và em tìm được nhau. Thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau, mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn. Vậy em cũng có câu em muốn hỏi anh. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Đó là điều đương nhiên, anh cũng rất là muốn về nhà với em. Dạ. Nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây. Dạ. Rất là hợp nhau đấy. Chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bên đây nhé. Cố lên. Đấy. Chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt. Khi mà đếm là 1, 2 là bấm rất là mạnh luôn. Bấm gần như là dùng hết cái lực mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay Trinh đi nào. Xin phép hôn người hôn đầu tiên. Anh xin phép là cho trao bạn đúng không ạ? Từ ngay sân khấu luôn không ạ? Anh chưa. Cố gắng lên nha, chăm sóc mối tình này. Bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam.
Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, ngồi. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Yến Nhi, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Cà Mau, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm đẹp cho phụ nữ ạ. Làm gì? Làm tóc. À, làm tóc. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, trước khi em kể về cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi, được không? Kể đi em, rồi kể đi em. Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe á, cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở trên xe mà. Cái dạng tới đây anh nói tới cái số nhà, cái số với cái địa chỉ. À, địa chỉ. Bắt đầu cái anh biết làm sao không? Em nói Sài Gòn, giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà hà. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em mới móc cái em mới nói là 34 đường Võ Thương Tín. Cái bắt đầu em mới móc, cái chạy một khúc, tài xế kiếm hoài đâu có gặp. Em mới móc cái chứng minh ra là tên của em nè, là Võ Thương Tín. Cái anh tài xế nó mới kêu bằng bất ngờ, nó nói trời ơi, vì người tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa ông cố. Cái em nói trời ơi, đâu phải tại tên của em quên đi. Em quên cái tên đường, cái em nói đại, lúc đó em rung, em rối hết. À, rối là nó tên đường hả? Em là Tính. Dạ, em quê quán ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Nghề gì Tính? Dạ, em nghề chạy xe qua lâm á. Mà để chở đồ, đồ ai kêu gì là mình chở đó vậy anh, như làm dâu trăm họ vậy đó. Xe gì xe? Xe qua lâm. Xe gì? Xe tải vậy đó. À. Rồi với cái giờ rảnh ra của em á, thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Em xách cái vỏ của mẹ em á hả? Không phải, như là muốn tặng cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp. À. Mà cái tự nhiên anh biết sao, em mới nhìn em thấy cái này là tái tim nhiều quá, cũng như là với cái vỏ sách này nè, là cho bạn bạn nữ á, cái như cái hộp là bạn để ở nhà hoài à, còn cái vỏ sách này bạn xách đi, bạn nhớ em hoài. À, trời ơi. Cái tái tim mà nói quá, quá trời vậy. Cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu trái tim như vậy. À, trời ơi, đáng lẽ cái hộp như mua cái vỏ có trái tim để cho bạn sách nhớ mình. Dạ rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy đưa con ơi. Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn hài á. Cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á. Cái em mới thấy vậy em bắt trước, em mang đôi dép này em khoái. Ảnh là không được khó. Em mười gì? Mười dễ. Mười dễ. Ấn tượng rồi đó nha. Nay đi đâu đây? Dạ đi hỏi vợ. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ, nãy giờ cô đứng hình rồi đó. Em thì cái điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn, rồi biết đi du lịch đồ này nọ. Còn điểm biết hát đồ. Còn như điểm yếu của em là cũng như là nói nhiều đó anh. Nãy giờ em nghe anh nói vậy, em cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia, cái hàng rào như thế nào? Bên kia thì em thấy ảnh hơi nói nhiều. À. Mà em thì lại không thích người nói nhiều gì lắm. Chết rồi, mất điểm rồi. Ông em cái người nói nhiều mà ui, bực bội khác. Còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương, vui. Để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em yếu cái là vui vẻ, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình. Cái điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà một thời gian trước thôi, nhưng thời gian này sau này em đã biết kiềm chế được của bản thân của em rồi. Vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, tình trường của em thì trải qua một mối tình. Sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một vài mối tình khác, nhưng cảm thấy không thích hợp. Lý do tại sao chia tay, mình qua bao nhiêu mối tình đó, mình rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? À, tại em thấy lý do là tại vì thời buổi bây giờ mấy ảnh quen, nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn, nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi hỏi gì em, đòi hỏi sao? Như ví dụ như đòi hỏi về vấn đề sống trước hôn nhân ạ. Thành thử ra cái vấn đề đó em không đồng ý. Em không đồng ý, thành thử ra em không quen nữa. Bạn trai bên đó còn sao? Anh không có em ơi. Anh mà miễn mà em tốt với anh tốt lại với em mà, chứ anh không có đòi sống thử. Chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mà mới mang đến hạnh phúc cho em chứ, vậy thì tội nghiệp con ta. Thấy không? Bên kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ được. Thí dụ như cô kia cô đề nghị, thí dụ có cô gái nào đó cô đề nghị em sống thử thì em tính sao? Để tìm hiểu nhau, biết đâu em giới tính không rõ ràng. Ý anh nói có trống hay không có trống vậy phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử của em có trống hay không, tao muốn thử rồi em tính sao? Em thì bao cái vụ đó đụng giường thì đẹp, đụng giường thì đẹp.
Sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị, rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á, về mà bên kêu bằng tổng quát á, thì bác sĩ nói là chú ok hết. Ok gì? Ok là tức nghĩa là đồng ý đó. Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ, sức khỏe tốt. Khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đây? Không, thì người ta nói là về mà cái như là cái cũng như cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh tùng. Đó, là cái đó của em mạnh thì em tôi là tôi khoái chú rồi nha, mấy mối tình rồi. Dạ, mấy mối tình rồi. Tình thường của em thì cũng có hai mối tình, nhưng mà cái mối tình mà để em kể mối tình chính thức á, là hai đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Người đó về trước cái xa mặt cách lòng, ở về bển gặp kia đẹp trai hơn, nhà giàu nữa, rồi vớt luôn. Ủa là ở Malaysia 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ, cuối tuần thì đến nấu nướng em nấu đồ ăn cho đó, ăn này nọ xong rồi cái bắt đầu chiều rồi tới giờ đi về vậy chị. Chứ ở cái công ty đó thì người ta không có cho phụ nữ ở lại. À, khó khăn lắm, camera nó đặt bẫy trên. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn một người bạn trai cao trên 1m65 tới 1m7. Bên kia chuẩn. Dạ, không có hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà có nhậu nha. Nhậu ít chứ không có nhậu nhiều không em? Dạ, nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không giữ ý. Dạ, anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết. À, anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có. Anh có ước mơ về cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền, rồi tới cái ngày đám cưới á, thì gán mà được kết hôn với em á, anh gán làm hai cái hộ chiếu, hai đứa đi nước ngoài hưởng từng tăng mặt. 7 ngày về. Em muốn tìm tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được, rồi em lo lại cho được hạnh phúc, rồi sống, rồi không có cần mà giàu hay nghèo hay hoặc cái gì đó, cũng như là biết là buôn bán là được anh, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em nghề muốn bán vậy, hai vợ chồng thì sống vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi. Ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn cái tiền chạy xe lôi là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ, chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính 100 ngàn cuốc, vậy dục lên xe em là 50. À, ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều thì bữa thì không có bạc nào cũng có, bữa thì cả triệu cũng có. Nói chung là ổn định đó, anh thấy ổn định. Tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không? Ở cái xứ của bạn gái em mà được mà muôn bán đồ này nọ, em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. Để được luôn đúng dạ, không? Dạ được, còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu anh ơi. À, đất không lành thì... thì bắt chim nhậu luôn. Được. Nói chung anh này được, sống đâu cũng được hết trơn á. Dân nhưng mà thấy ổn định đó em gái. Dạ. Bây giờ bạn anh gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Hiểu với nhau được rồi chị, thời gian không có giới hạn. Bên này muốn khi nào lấy vợ, mẹ hối lấy vợ chưa? Mẹ cũng kêu hôi giờ con thì lớn tuổi rồi, thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi. Chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ, người ta ẩm cháo đồ bồng, mẹ thấy mẹ cũng tủi thân lắm. Chị hỏi thiệt nè, để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi? Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì xích tỷ như em chạy được 500. Em về em đưa mẹ em 300, em lấy 200 em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ bà giữ giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ đưa. À bây giờ lấy vợ là mẹ sẵn sàng, mẹ dạ. Đứng ra là kiếm dạ. Con dâu cho em liền đúng dạ. Không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ dạ. Chị là chị chịu em rồi đó. Dạ, em cũng chịu chị. Chấm luôn rồi đó. Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi dạ. Thêm ý kiến người thân nè. Dạ em đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ. À. Có cậu mợ em ở quận 12 ạ. À. Dạ, bác gái đi. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ, quý khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Nhi. Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng được đó. Hai đứa con tìm hiểu đi, nếu được thì con cứ bấm nút. Dạ. Vậy thôi. Bên đàn trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, với dì em, với em gái em. Rồi, dạ, cho gặp mẹ. Dạ, chào cô Quốc Tường và chú Trường Linh. Dạ, khán giả khán phòng hôm nay, tôi là mẹ của mẹ của Thương Tín. Dạ. Thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được. Trước hết là cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi đồng ý, do con tôi giờ hả? Nó chịu đâu thì tôi chịu đó à. Dạ. Dạ.
Thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai bác, hai nhà ha, hai gia đình mình coi như ra mình làm quen, mình bắt tay nhau, mình chào nhau một cái. Mời hai cô. Rồi. Đó. Dạ cảm ơn hai biết cô. Biết đâu được. Thôi bây giờ mình sẽ mở rào, mở cửa trái tim cho hai đứa nha. Giỏ túi. Con tặng em. Trời ơi, muốn quà. Coi như là chén đũa muỗng đầy đủ. Dạ, lược kiến đồ đủ hết trơn chị. Lược kiến luôn. Dạ, cái này là lược luôn. Ờ. Kiến, có cái này nữa là đặc sản của Bến Tre. Ăn vô là nhớ anh hoài luôn. Chảo dừa. Chảo dừa nữa. Cù đáo quá ha. Rồi. Rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh nè. Đây là bức tranh em, ăn cái món được là gì không ạ? Chiếc thuyền. Ở đây là cột mốc của Cà Mau, của tọa độ của Cà Mau. Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau. Em thì do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh. Thì em thì thức làm ban đêm với bức tranh này. Thì mong là anh một khi anh nhìn tới bức tranh này sẽ nhớ đến em là ở Cà Mau. Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ. Đó là mẹ em làm. Khi nào mà anh chị ăn phải cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào? Thấy em thì cũng được. Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được, nhưng mà có cái là hạn chế nó nhiều quá, em không có thích nó nhiều. Thì anh nói vậy sẽ tỉ như cái lúc ban đầu á thì sẽ tỉ như về từ từ anh sửa mà. Thì em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn chứ em không có muốn mà về quê. Ý anh sao? Thì ý anh vậy cũng được. Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó. Em nhà cứ làm em xách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ. Dạ được. Cho nhiêu lấy nhiêu, không dạ, đòi hỏi được không? Dạ không. Cũng còn tỉnh lắm. Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi nên hơi tỉnh chút. Chơi nói chơi chứ không có. Tỉnh lắm ha, vui. Anh ở Bến Tre vậy rồi hẹn hò sao anh? Thì xích tỉ như giờ á, em cứ điện là anh lên à. Thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không? Không, ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc ban ngày á, thì hoặc cái em cho cái giờ dắt á, ổn định á, thì anh sẽ lên liền, anh lên liền. Chứ em nói mà kêu như máy bay bay sao anh bay được. Nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ. Ảnh nói nhiều thì có vui thiệt, nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hơn là cái giờ lời nói anh. Tại vì lúc trước em cũng có quen một người nào đó rồi, nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn, nhưng mà thực hiện thì không được. Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá, mà hãy thực hiện đi. Trai hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy tại giờ. Tại vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi. Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi. Nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được. Thì em chỉ thấy mới có năm thôi, chừng nào mà em gặp được anh làm á, em mới thấy được 10. Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được, anh xin em hãy nhấn nút. Còn như mà nếu mà em thấy mà không được á, thì anh cũng không có ép em đâu. Rồi. Hết thời gian. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là của hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bấm nút. Anh biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở và suy nghĩ. Đúng không em? Dạ đúng anh. Nhưng cuối cùng tại sao lại quyết định bấm nút? Tại vì qua cách nói chuyện của anh em thấy ảnh có cái sự chân thành. Em thì em cần một người là biết làm ăn, chia sẻ với em công việc. Em không cần hào lãi quá giàu. Anh nói được những lời trên này thì em mong rằng trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời của ảnh nói với em trên này. Cố gắng nha em trai. Dạ.
đừng để mọi người thất vọng nhé. Dạ không có đâu chị, nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn. Rồi hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày xin hôm phép, nay bác xin đi. Phép đã xin phép bác con được hôn bạn, hôn bạn gái con. Tự nhiên đi con thấy chưa. Đây, gửi tặng hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagio ở tất cả các hệ thống Yagio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagio Việt Nam. Đây là một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú và một phiếu mua hàng giảm 25% của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, nền Đồng Phú. Các bạn có thể mua sản phẩm trên toàn quốc. Rồi, quà của hai bạn, cố gắng tìm hiểu nhau thật kỹ và nhanh chóng mở tin vui chúng tôi. Dạ, cố gắng nha. Cảm ơn chị. Chúc mừng hai bạn. Đây. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Các bạn. Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Hồng Vi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty về du lịch ạ. Quê mình ở đâu Vi? Em hiện tại thì em đang ở Long An nhưng mà đang làm việc thì tại ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À rồi, mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Bình Phương, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là quản lý xí nghiệp may nhỏ ở quận Hóc Môn. Em sinh sống và lớn lên ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp nhỏ đó là của em hay là? Dạ của em luôn. Của em luôn hả? Em mới thành lập được có 2 tháng hả? 2 tháng? Dạ. À, cũng tốt rồi, cũng có một cái hướng làm ông chủ rồi ha. Dạ, vất vả lắm anh. Khởi doanh nghiệp mà bao giờ vất vả lắm em. Ưu điểm, khuyết điểm là em là gì? Em là một người vui vẻ, chịu khó, chịu cực chị. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, với lại là em không có được khéo tay cho lắm. Theo thùa mai vá thì em không có khéo, nhưng mà không khéo có nghĩa là không là không thể không làm. Làm như được nhưng mà nó không được đẹp như người ta thôi. Không sao, miễn biết làm là được rồi. Dạ. Chịu khó, có tâm là từ từ được hết à. Dạ. Ha. Rồi, bạn trai. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết làm việc nhà, em giải quyết công việc rất là nhanh và em học cũng rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em là tính em nhiều lúc trong công việc cái lúc mà bị stress á, em hay bị nóng tính, với lại em không có tính kiên nhẫn. Nóng tính. Dạ. Bạn bên kia cũng nóng tính, bên này nóng tính nữa. Em chỉ lúc nào bị stress thôi. Bị stress mới nóng tính thôi hả? Dạ. Chứ nghĩ chắc em không nóng dữ lắm đâu. Rồi, cho chị Tường hỏi tình trường của em thì sao? Dạ, hiện tại thì em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là thời còn học sinh. Mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm rưỡi. Chia tay cũng đã được 3 năm rồi chị. Bạn nam rất là lăng nhăng, nhiều lần tha thứ nhưng mà không có sự khắc phục được á chị. Bạn trai thì tình trường em sao? Em mấy mối tình rồi? Nếu mà trừ cái thời sinh viên trẻ trâu ra thì em có một mối tình hả? Quen được 4 năm. 4 năm? Dạ. Và sau quen thời gian dài thì bạn nữ hỏi cưới. Tại phụ nữ thì người ta có một tuổi thanh xuân nhất định thôi. Thì mình không phải kéo dài cái khoảng thời gian thanh xuân của họ ra được. Thì sau thời gian thì quyết định chia tay. Sao em không cưới? Tại lúc đó em còn mới ra trường, chưa có lo cho thân em xong mà đâu em cưới ai đâu chị. Rồi vậy cái chia tay luôn? Dạ. Là khóc quá trời. Lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm hơn rồi anh. 3 năm rồi. Từ 3 năm bây giờ có để ý tới ai không? Em để ý nhiều lắm mà không ai ưng em hết. Bây giờ muốn tìm một người như thế nào để hợp lý với em nè? Dạ, em thì cũng dễ lắm, miễn là con gái là được rồi. Em thích người con gái lúc mà ở ngoài xã hội thì hiện đại. Lúc mà về nhà thì truyền thống, nó đang vui vẻ, bác là được rồi. Về ngoại hình? Dạ, xinh là được chị.
Xinh là được. Trời dạ. ơi, ít có tiêu chuẩn ghê ha. Ví dụ không xinh thì sao ạ? Không xinh thì từ từ nó xinh em. Em thì sao? Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Phải men nha chị. Thích thể thao một chút, có một bờ vai rộng. Lý do em thích bờ vai rộng là tại vì khi mà mình gặp áp lực hoặc là khó khăn trong cuộc sống thì mình về mình còn có một vòng tay luôn luôn ôm mình vào lòng để che chở cho mình. Cái điều gì em ghét ở những người bạn trai? Nói nhiều với lại có mùi cơ thể chị. Nãy giờ em thấy bên này có nói nhiều không? Dạ không. Còn cái vụ có mùi chị không biết. Chào em, có mùi gì không? Dạ có mùi thơm. Mặt đẹp trai, sáng sủa, rất là dễ thương. Cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Chị sư có một việc nói một hai lần là biết rồi. Cứ đi nói đi nói lại hoài, nghe mệt lắm. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Tại em mới thành lập với công ty nhỏ thì em tính từ 1 năm đến 1 năm rưỡi á. Thì mọi thứ ổn định rồi sẽ tiến tới hôn nhân. Ba mẹ có má hối gì không? Lắm. Má lắm, ba em thì cản. Ủa vậy hả? Dạ. Tại sao cản? Tại má em thích có cháu bồng rồi. Còn ba em thì sợ lên trước ông nội. Rồi, mình có làm dâu không em? Dạ em thì làm dâu cũng được, mà không làm thì chừng khi nào hai đứa vững vàng thì không phải ở riêng. Mà ở nhà đâu nhà em sướng lắm, đâu có gì đâu. Mẹ em cưng gái lắm. Có con à, ba mẹ phụ coi chừng giùm nữa ha, để hai vợ chồng sướng luôn ha. Má em cưng gái, cứ dụ ba kêu có đứa rơi rớt nào con gái mang về má nuôi. Trời ơi, má nó chơi thôi nó cưng. Được. Dạ, chị chấm rồi đó. Dạ. Ăn thua hai đứa rồi đó. Cái này rất là quan trọng. Em nói tới khoảng 5 rưỡi nữa lấy. 5 rưỡi nữa công ty có thể nó chưa có phát triển mạnh. Em nói chưa có sự nghiệp em lại bắt người ta chờ nữa. Lại quá cái tuổi thanh xuân người phụ nữ nữa thì sao? Em thì công ty á thì em chỉ làm 6 tháng là phát triển. Còn nếu mà không 6 tháng đi làm công luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì đâu có tiền đâu nuôi hoài anh. Bây giờ làm mấy tháng rồi? Em làm được 2 tháng rồi còn 4 tháng nữa. Tốt chưa? Dạ nó bắt đầu ổn vô chút rồi. Ổn là tốt rồi đó. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Cái này chắc nhanh quá. Em gái dễ thương, xinh, rất là xinh ha. Dạ em cảm ơn ạ. Bên đây là một chàng trai anh nghĩ rằng rất là chững chạc. Chỉ mới 20 mấy tuổi mà đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Dạ. Và cậu ấy rất là thông minh đấy. Dạ. Nếu như một cái người mà 20 mấy tuổi này anh nghĩ còn đang ham chơi và còn lo rất là nhiều thứ, nhưng chàng trai này lo sự nghiệp thôi. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều. Em thích là nói một lần thôi, không có nói lại lần nữa. Em thấy anh lúc nãy nói không thích phụ nữ như vậy thì em thấy có một cái sự trùng hợp. Nhưng anh nghĩ không nghĩ tại sao lại nóng tính như nhỉ? Chắc là nhiều khi do công việc áp lực hoặc là do cái tính sẵn như vậy. Nhưng mà cũng không hẳn là nóng quá. Được lắm đó. Đàn trai rất chịu đàn gái nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ, bạn thân và lại các chị trong đồng công ty. Cho gặp ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ chào chú, chào cô. Dạ chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ chào toàn thể quý vị trong trường quay. Chào cháu trai, tôi là ba của Hồng Vy. Nhận xét cháu trai hôm đây thì ăn nói thì nghe nó dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Tánh tôi cũng vậy, hồi đó cũng đầm thắm lắm chứ không có mà. Nó lớn tiếng như thế nào thì không có. Thấy cháu trai thì khá trai, cao ráo, rất lịch sự. Dạ. Xin cái hết. Dạ. Rồi xin thêm ý kiến của mẹ đi à. Mẹ có ý kiến gì không? Dạ vậy em mời chị đồng nghiệp của em. Rồi chị đồng nghiệp của em. Xin chào mọi người trong trường quay. Mình tên là Hồng, em chào anh Quyền Linh. Em chào em. Chị Cát Tường. Chị thấy bạn trai bên đây cũng đẹp trai. Bạn cũng có công việc ổn định, cũng có suy nghĩ cho tương lai rồi. Thì chị hy vọng là sau chương trình này em và bạn trai có thể tiến xa hơn. Chị thấy em và bạn trai này phù hợp. Em cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với mama chứ em trai. Chào cô, cho gặp cô. Rồi chào cô. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Chào cháu gái và dạ. Gia đình nhà cháu gái và toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay. Tôi là mẹ của Ngô Bình Phương. Thì nói về nhận xét ấy, thì thấy cháu gái này thì cũng rất giống với tính tôi. Cũng rất là vui vẻ. Bình Phương ấy, thì ra trường cũng mấy năm rồi, cũng đã từng đi làm. Và cũng làm quản lý chứ không phải đi làm công nhân. Nhưng mà sau này vì cũng muốn có một cái công ty để mà tự lập, nên là Bình Phương mới mở công ty may. Thì mới làm được 2 tháng thôi. Cuộc sống hôn nhân thì dựa vào tình yêu từ còn trẻ, chứ không như tuổi già là dựa vào lý trí. Cho nên là tình yêu hồi xưa là Phương làm sao mà chia tay bạn, thì cô nghĩ chắc là tình yêu chưa đủ lớn. Cô hy vọng rằng sau này hai cháu mà đến tới với nhau phải xuất phát từ tình yêu.
và tình yêu thật lớn. Khi mà có tình yêu rồi thì sẽ bỏ qua tất cả những cái thứ, không bao giờ chia tay. Dạ. Cảm ơn tất cả. Bây giờ vậy này cô, coi như mình thông gia tương lai đi. Bên đàn trai đứng lên nói vài câu với đàn gái đi. Lâu lâu mình mới gặp mặt nhau rồi, dạ, đúng không? Dạ, mình đến làm quen bắt tay với nhau sau này mình đàn, đàn trai với đàn gái. Đàn trai nói trước đi ha. Thì không biết chị quê ở đâu. À, tôi thì quê và nguyên quán thì Thái Bình, nhưng mà vô trong miền Nam từ năm 75. Thì nhà sống ở quận Tân Phú. Tôi là bác sĩ nhưng mà đã về hưu. Còn em thì ở Long An mà ở huyện Cần Đước. Hy vọng rằng là không biết là hai cháu có tiến tới, nhưng mà mình cũng trở thành những người bạn thân thiết sau này. Dạ, thì em cũng mong muốn cho hai cháu nó được tròn duyên để rồi mình gần gũi hơn. Dạ, cảm ơn gia đình anh. Rất đẹp. Rồi, cảm ơn họ nhà trai, họ nhà gái. Hồi hộp quá. Hồi hộp. Mở hàng rào. Mở cửa trái tim. Đấy, không gian này luôn các bạn đấy. Nó là tặng em. Dạ, anh thấy em như thế nào? Hồi hộp lắm, lúc mà kéo rèo không dám coi luôn á. Anh không ngờ xinh như vậy. Dạ, lúc nãy em có nghe nói là mình vừa mới thành lập công ty, cũng được khoảng 2 tháng rồi. Thì em nghĩ là mới thành lập thì mình cũng có rất là nhiều công việc, khá là bận. Thì không biết là trong khoảng thời gian này, nếu như mà mình cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu, thì anh có thời gian dành cho em hay không? Nói chung là cũng tùy ngày thôi. Kiểu thứ bảy chủ nhật thì ở nhà, còn buổi tối thì anh rảnh. Nếu mà em có thời gian vào buổi tối thì mình gặp ngày nào cũng được hết. Tại vì em ở Long An nhưng mà em đi làm ở quận Bình Thạnh, cho nên là mỗi ngày em đi làm về nó cũng cái một quãng đường nó cũng khá là xa. Cho nên là cuối tuần em cũng được nghỉ, thì nếu được thì cuối tuần mình sẽ gặp nhau một lần, hoặc là trong giữa tuần nếu một ngày nào đặc biệt thì mình cũng có thể gặp được. Mà sao anh hỏi là sao em đi làm xa quá vậy? Tại vì ở nhà em là khá là thương người anh. Em muốn đi đi về về để trò chuyện cùng với ba mẹ. Chứ ở nhà ba mẹ cũng một mình buồn lắm. Anh cũng có lần xuống Long An mà anh đi hoài cũng không thấy đường sang lời gọi. Có hàng ngày là em đi về Long An, Sài Gòn á hả? Dạ đúng rồi chị. Em tự chạy không đa đi làm mỗi ngày. Dạ đúng hả? Rồi chị. Cho nên là em có sự kiên nhẫn, ai cũng sợ em về vấn đề đó. Anh cũng còn sợ đúng không? Quá giỏi. Dạ. Sau này nếu mà có cơ hội em đi làm còn anh đưa về. Nếu anh chịu khó chịu cực giống như em. Không có, để anh ráng thuê phòng trọ, công an đưa về ở đó luôn. Anh cho em hỏi là không biết là quan điểm tình yêu của mình thì như thế nào anh ha? Quan điểm anh thì anh thấy tình yêu mình quen nhau thì mình phải tôn trọng những cái thứ riêng tư của nhau, chứ không phải là mọi thứ đều là chung hết, đúng không? Thì em cuộc sống riêng của em, anh cuộc sống riêng của anh, thì mình quen nhau mình phải tôn trọng điều đó. Anh không giấu giếm gì hết, nhưng mà nhiều khi có bạn bè, em có bạn bè của em, anh phải quản lý em và quản lý luôn bạn bè của em. Vậy là sai đúng không? Đúng rồi. Anh giống thì, cái suy nghĩ của em. Anh nghĩ là mình quen nhau thì tình yêu như một nắm cát á, càng nắm thì nó càng tuột ra khỏi tay thôi. Thì anh nghĩ như vậy. Thì mình cứ cho nhau được cái khoảng không của họ, thì mình không cần giữ, họ sẽ ở bên mình. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì hồi trước rất là thích đi, mà riết rồi anh không biết đi với ai nên anh ở nhà không à. Thế bây giờ nếu như mà có cho cơ hội bấm nút thì anh có cùng đem đi du lịch không? Em đủ là anh đi rồi, mà giờ để anh sắp xếp công việc đã. Tại giờ anh hết lúc mà mới đầu á, anh okay. Hơi lưu buồn một chút. Em hiểu. Sau này lấy nhau thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Em nghĩ là kinh tế thì vợ giữ là tốt, nhưng mà mình có phải để một phần cho mình. Nhiều khi vợ giận, vợ không thắt tiền nữa đó vậy anh. Quỷ đen đúng không ạ? Rồi bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói một điều gì đó thật chân thành. Ngay giây phút này mình cảm nhận như thế nào về đối phương? Anh lấy tự tin đó mà không biết nói gì hết. Anh nghĩ mình gặp nhau trên đây là một cái duyên. Tại vì anh đăng ký bạn hẹn hò này được 2 năm rồi. Đăng ký 2 năm rồi hả? Em thì 1 năm rưỡi. Wow. Đã gặp nhau rồi thì nên cho nhau cơ hội để mình thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Yeah. Nếu như ở giây phút hiện tại này anh có cảm nhận gì em thì mình hãy cho nhau một câu hỏi để mình tìm hiểu. Cảm ơn em. Đây là cặp đôi mà chúng tôi không cần nói gì cả thưa quý vị. Hình như họ gặp nhau từ bao giờ ấy. Cặp đôi này rất là dễ thương nha. Hãy đặt tay vào nút bấm nha nào, hãy để tay vào đi các bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Được chưa vậy? Hết thời gian. Hả? Em bấm luôn lúc ngoài.
chạy. Ông nhấn nguyên cái ghế vậy đó. Trời ơi, nếu quý vị theo dõi cái tay sau đây, quý vị sẽ thấy bấm liên tục mà nó không có cháy đèn. Người ta nhấn có một nút thôi, nhấn nguyên bàn tay à. Không, đó cũng là một trong những thử thách chúng ta phải cần vượt qua. Trong tình yêu bao giờ cũng vậy, nó cũng sẽ gặp trên cái đường đi, nó sẽ gặp một đôi lần trục trặc như vậy. Nào chàng trai, đẹp trai, cô gái, rất là xinh gái, chúng ta nắm tay nhau đi. Và xin phép hai bên gia đình, bắt đầu từ giây phút này chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau và tìm hiểu nhau. Con xin phép hai bác cho con được có cơ hội để làm quen với bé Vi. Cảm ơn hai bác. Vũ kia nữa. Để bác cho con được tỏ tình cảm của mình với Vi một chút. Nhìn cái nụ cười và ánh mắt rạng ngời đó, tôi tin chắc rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai em nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đây để có không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Quà tặng dành cho hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là một gốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ sở hữu một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Và đây là tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagyo ở tất cả các hệ thống Yagyo trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagyo trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagyo sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagyo Việt Nam. Đây là một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú, một cái phiếu giảm giá 25% của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nệm Đồng Phú khi các bạn mua tất cả sản phẩm trên toàn quốc. Chúc các bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc mừng hai bạn. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có offline bạn mới hẹn hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của bạn muốn hẹn hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Thưa quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình cũng có cơ hội nhận được một chiếc TV Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn lập tức truy cập vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để xem thông tin và nhận quà từ chúng tôi nhé. Hãy nhanh tay lên truy cập vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò ngay sau khi chương trình kết thúc. Và bây giờ thì sẽ đến phần quà của quý vị khán giả đang ngồi tại phim trường của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ta sẽ có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn có chiếc phiếu may mắn có con số trùng khớp với số, chúng tôi sẽ bóc một cái thăm ngay trên sân khấu. Số máy đây thưa quý vị? 09. Dạ 09 đúng luôn. Giờ đây chú là khán giả may mắn nhất ngày hôm nay sẽ nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Chúc mừng chú. Kính thưa quý vị hãy theo dõi chương trình vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu chúng ta bỏ lỡ tập nào thì hãy xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình.
À, cũng được nhưng mà có hung chưa? Chưa luôn hả? Nắm tay lên chưa nữa mà. Còn em về có hung ai chưa? Dạ cũng chưa luôn. Chưa luôn hả? Mà biết hung không? Dạ chắc biết à. Sao biết vậy? Tại em thấy trên phim tình cảm vậy. Thấy trên phim tình cảm. Mỗi lần mình coi trên phim tình cảm mình thấy người ta hung nhau và cảm giác trong người mình thấy sao? Người ấy lần lần vui sướng. Lần lần vui sướng. Mới có thấy người ta hôn thôi mà mình đã lân lân vui sướng. Còn nếu như bản thân mình mà tự hôn nhau nữa thì trời ơi nó sung sướng. Chứ không phải là vui sướng mà là sung sướng nha. Vừa sung vừa sướng. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Hiền lắm, nó có ăn hay quên. Mỗi lần mình coi trên phim tình cảm mình thấy người ta hôn nhau và cảm giác trong người mình thấy sao? Người ấy lân lân vui sướng. Hít thầm mến thôi chứ chưa nói người ta nghe. Chào bạn trai. Dạ chào chị ạ. Nãy giờ chị em mặt chắc hồi hộp lắm phải không? Dạ. Bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái của em vào nha. Dạ. Rồi đợi chị chút xíu. Rồi đến rồi. Rồi bây giờ mời hai bạn cởi mặt nạ ra nha. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu thật lớn cho đối phương có thể nghe được về những thông tin của mình nha. Dạ, xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em tên là Phương Tuấn Vinh, 32 tuổi. Em là người gốc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thành phố Hồ Chí Minh luôn, hiện giờ đang làm công việc gì? Hiện đang làm nhân viên bán hàng của một chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi. Những siêu thị mini gì đó. À, siêu thị mini, rồi, ok, mời em. Xin chào chị Tường, mẹ cùng bạn, tôi là Thùy Linh. Nay 23 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, làm giáo viên mầm non. À, quê thành phố Hồ Chí Minh luôn hả cơ? Điểm mạnh, điểm yếu của hai bạn? Hiền, sống tình cảm, có trí nhớ tốt. Có thể nói là người mẫu đàn ông của gia đình. Wow, chắc không? Tốt hết trơn luôn hả? Có em ít có đi chơi bờ la cà ở ngoài. Có tật xấu gì không? Tật xấu là em ít nói, dễ tin người. Có bị ai gạt chưa? Có mấy bạn cũng hay đùa, em cũng dễ tin gì á. Cuộc sống vô cùng lành mạnh. Chắc là một chàng trai hiếm có trong thời buổi hiện nay. Thế còn em? Điểm mạnh em thì là hiền lắm. Thích nấu ăn, hay quên. Trời ơi, nhưng không sao, không sao. Bên đây nãy nhớ nghe ưu điểm gì không? Nhớ dài, bên đây hay quên, bên đây bù cho bên đây. Hay nói cấu khi chạy lắm, hay bị lừa gạt lắm. Cái gì kỳ vậy, bên đây cũng bị lừa gạt, bên đây cũng như bị lừa gạt là sao? Dễ tin người lắm chị. Thấy người ta vậy mình giúp đỡ, mình cũng thấy không phải luôn. Vậy là bị gạt rồi. Dạ. Trời ơi, thương quá hai bạn này. Chắc yêu nhau phải có tôi đi theo làm quân sư quá chứ để ra đường bị gạt hoài luôn á. Bây giờ về tình duyên. Tình duyên em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Không dạ. Gia đình cũng chưa có điều kiện nên không dám quen. Trời ơi, có gì đâu mà không có điều kiện, thiệt tình luôn á. Đừng có bi quan như vậy. Giàu hay nghèo người ta cũng được quyền khao khát một tình yêu đúng không? Mình nghèo mình yêu theo kiểu nghèo, mình giàu mình yêu theo kiểu giàu. Chứ tự nhiên yêu mà không có điều kiện. Sai rồi, cái suy nghĩ đó sai rồi. Bỏ, phải tự tin lên, nghe không? Còn gì nữa, lý do gì nữa? Thứ hai nữa thì trong môi trường cũng ít có cái đối tượng độc thân đó. Nhiều khi thấy cái đối tượng đó em thích cũng vừa ý em. Nhưng mà bạn ấy đã có gia đình rồi, là có người nhưng khác. Mà có thích phải không? Có rung động với phụ nữ đúng không? Có mà có tỏ tình với người ta không? Đã có rồi mà bạn ấy không có sẵn sàng cho em cơ hội. Không sẵn sàng. Bạn ấy do chú tâm vào công việc. Để ý được mấy mối rồi, mấy lần để ý được mấy cô rồi? Cũng hai mối rồi. Hai mối mà chưa có được gì đâu vô đâu hết. Dạ. Thương quá, 32 tuổi mà chưa có cái chuyện mối tình nào hết trơn rồi. Còn em sao? Còn em thì hồi năm 2017 thì có một thích một anh mà tương phương thôi. Chứ không phải là chưa có tình gì hết. Chứ bây giờ chưa có ai hết. Cũng chưa có ai luôn. Dạ. Thích thầm mến thôi chứ chưa nói cho người ta nghe. Trời ơi, nhưng mà dù sao bên đây cổ cũng mới 23 tuổi à. Cũng được, nhưng mà có hung chưa? Chưa luôn hả? Nắm tay lên chưa nữa mà. Còn em về có hung ai chưa? Dạ cũng chưa luôn. Chưa luôn hả? Mà biết hôn không? Dạ chắc biết à. Sao biết vậy? Thì em thấy trên phim tình cảm vậy. Thấy trên phim tình cảm. Mỗi lần mình coi trên phim tình cảm mình thấy người ta hôn nhau và cảm giác trong người mình thấy sao? Người ấy lân lân vui sướng. Lân lân vui sướng. Mới có thấy người ta hôn thôi mà mình đã lân lân vui sướng. Còn nếu như bản thân mình mà tự hôn nhau nữa thì trời ơi nó sung sướng. Chứ không phải là vui sướng mà là sung sướng nha. Vừa sung vừa sướng. Thích hôn không? Dạ thích chứ. Lát nữa bấm nút hẹn hò xong thì Tường cho hôn nha. Dạ. Mạnh dạn lên nha. Dạ. Rồi em sao? Rồi bây giờ mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao thêm một chút thôi. Không một thuốc.
không uống rượu. Vô anh này không thuốc biết không rượu. Làm việc nhà chút xíu phụ giúp em một chút. Được. Chăm con. Chịu có phụ bà vợ làm việc nhà không? Nếu có vợ em sẽ sẵn sàng phụ vợ. Sàng phụ vợ giống như phụ mẹ thôi á. Người biết hiếu thảo người lớn. Hiếu thảo lắm, đưa mẹ đi chơi không có thấy chưa? Những người đàn ông đó giờ chưa yêu bao giờ thì người ta yêu, người ta sẽ yêu say đắm lắm. Đó, có những người một mối tình duy nhất là sống tới răng long đầu bạc luôn. Rất là đẹp, mà hai bạn lấy nhau là thành làm mối tình đầu của nhau nữa. Có điều gì em không thích ở bạn trai không, về ngoại hình? Không thích hả? Ờ, xăm mình nè. Anh hiền nhượng lắm. Trời nhuộm tóc nè. Đeo khuyên tai á. Rồi sợ mũi của anh thôi. Thôi yên tâm đi. Rồi được rồi, bên đây là tao nói hiền khô hà, làm gì có mấy chuyện đó. Thế còn em? Em muốn một người bạn gái như thế nào? Người vợ tương lai mình như thế nào? Hiền, biết suy nghĩ, chăm sóc cho gia đình. Biết đối nhân xử thế, lễ phép với người lớn. Ngoài ra cũng có cái đầu óc mà suy nghĩ làm ăn. À, em có muốn kinh doanh làm ăn gì không? Em hiện tại có mơ làm chủ một shop thời trang với nước hoa thôi. Mình chưa có điều kiện. Từ từ bây giờ mình cứ đi dạy thời gian. Tích góp vốn để dành rồi lấy chồng, rồi hai chồng phụ nhau mở cái shop nhỏ nhỏ. Lúc mình có con thì mình ở nhà, mình kinh doanh ở nhà, chứ mình đâu có đi dạy được, đúng không? Rồi, được không? Ổn không? Tiêu chuẩn của hai bạn, kinh nghiệm bà mai của tôi ngồi đây là thấy ổn. Đâu có hình ảnh gì đem theo cho chị coi không? Đâu cho chị coi hình coi. Em tìm đi. Em tìm đi, anh ấy là ai? Ở đâu thì của em có hình đâu. Tìm đi, coi cô ấy là ai, đương nhiên không phải là cô dâu rồi. Anh ấy không có được gọi là ăn ảnh cho lắm, ở ngoài đẹp trai hơn nhiều. Em nghĩ bạn này. Rồi, giữ điện thoại đi nha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai bạn nhìn xem cái cảm giác đầu tiên của mình ha. Cái nhìn nhận ngày hôm nay, cái giác quan mình lựa chọn cái đối tượng có đúng hay không nha. Rồi, mở cửa trái tim nha. 1, 2, 3. Ai đúng ai sai nè, cho tôi biết kết quả coi. Em chào anh. Dạ, chào em. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương, cũng khá xinh. Đúng không? Hay quá, anh đoán em đúng luôn rồi đó. Đúng. Mà sao em đoán trật. Nhưng mà anh công nhận là anh ở ngoài đẹp hơn trong hình không? Dạ cũng được, nhìn đúng được rồi. Nhìn được đúng không? Dạ. Cũng là 5 năm trước. Năm trời ơi, hình 5 năm trước nó còn hơi thiếu ăn. Hai bạn á là nhát quá. Bây giờ chị cho hai bạn nắm tay nhau một cái đi, cho nó có đuổi điện, để chúng ta sẽ có nguồn cảm hứng nói chuyện. Chứ một hồi chị Tường đi ra ngoài cái đây hai bạn ngồi nhìn nhau không mà nhát quá đâu được. Đưa tay qua trái tim nè, xin nắm tay bạn gái nè. Cho anh xin phép. Cho cảm nhận 30 giây nha, nhìn vào nhau đi, cho nó tự tin lên. Có điện chưa? Rồi, ngồi xuống, được rồi. Ủa rồi cái cuốn đó làm gì? Đó thấy chưa, tặng quà cũng quên nữa. Có cuốn sách này tặng cho em. Dạ, cảm ơn anh. Em có quà tặng cho anh. Ủa, quà gì vậy cưng? Cái đèn á chị. Cái đèn? Dạ. Ồ. Chúc anh luôn vui vẻ một cuộc sống. Dễ thương quá hả? Ủa là buổi tối nó mới lên đèn hả hay dạ. Sao? Rồi, khi nào đi trong bóng tối hãy nhớ em ấy. Nhà anh ở xa đây hay là gần? Nhà anh cũng ở gần đây, quận 4. Gần xa em rồi. Nhà em ở đâu? Ở Hóc Môn lận. Nói chung là xa đó. Cổ lo xa là ý là cổ đang lo cái chuyện là em không có tới để mà khi cổ cần đó, hiểu không? Thì giờ em trả lời sao cho cổ yên tâm cái vụ xa đi. Vấn đề xa hay không cũng không quan trọng. Nếu mà em có cần gì chia sẻ, anh cũng sẵn sàng tới. Đúng rồi. Xa gì đâu, trong thành phố Hồ Chí Minh gì đâu mà xa. Ở đây chỉ còn mai mối những cái cặp là ở khác tỉnh mà người ta vẫn đến với nhau được. Rồi mời hai bạn dùng bữa trưa với nhau. Hôm nay chương trình đã chuẩn bị cho hai em món ăn rất là ngon, đó là cà ri gà của nhà hàng East West Brewing. Trời ơi, đói bụng rồi đúng không? Nhưng mà vừa ăn vừa trò chuyện với nhau thật là thoải mái tự nhiên nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại cho hai bạn một không gian tự nhiên với nhau. Xin mời hai bạn. Mời em. Bình thường những ngày em rảnh rỗi á, em thường làm gì? Em ít lắm á, tại vì em thường đi làm không ạ. Nhật thì em khi ở trường em phụ mấy cô đó, rồi là ở nhà của ba mẹ em, không ít đi ra ngoài đâu lắm. Ủa mà em tên gì quên rồi? Linh. My Linh. Linh. Linh à? Dạ. Anh tên Vinh. Giống gần nhau. Em thấy món này như thế nào? Cũng
chiều ăn lắm, tại lạc nó chua mặn. Ngoài ra em có thích ăn vặt không? Cũng có, anh thích không? Cũng có, ít thôi. Em thích trà sữa gì không? Cũng có uống. Còn anh thì cái gì cũng ăn được. Em thì kỵ làm hải sản thì ăn bị dướng á. Thích ăn nhưng mà ăn là bị dướng, nổi đường ngồi hết trơn à. Anh chỉ không ăn được mấy món bún thôi. Sao kỳ vậy? Mấy món bún mắm, bún riêu, bún mọc gì. Không được hả? Gì ngộ nha. Anh đang xem phim không? Có, anh thích xem phim. Anh thích xem phim như là hành động hoặc là kinh dị. Em thì thích tình cảm hơn, hài hước chút. Hài hước anh cũng thích. Em xem được phim kinh dị không? Cũng được, chứ không mà giờ sợ việc đó gì sợ ma lắm. Em sợ ma hả? Dạ. Thôi nhắc trang một chút. Anh thì không sợ ma. Quê ở đâu? Ở đây luôn. Ở đây luôn hả? Ngoài thành phố luôn. Giống em rồi đó. Thích đi về quê không á? Về quê anh chỉ thích đi phượt. Lâu lâu chở má đi phượt mấy cái tỉnh gần gần như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu chơi vậy đó. Gì gì tôi nghe đi chơi Vũng Tàu cho tôi đi với coi. Sao ăn ngon không? Dạ, ăn ngon không? Đang nóng hổi luôn ha, thơm ngon ha. Rồi bây giờ cho Tường hỏi là nãy giờ bàn gì được nhiều chưa? Đã tính tới cái chuyện ví dụ như lấy nhau sau này mình phát triển cái tương lai kinh doanh, cái tương lai như thế nào? Có tính chưa? Em dự tính là nếu mà sau này em thấy vợ mình có cái năng khiếu kinh doanh gì á, em sẽ. Thì nãy cô nói rồi đó, cô nói là cô muốn là bán quần áo hoặc là nhứt hoa. Dạ, em cũng sẵn sàng hỗ trợ cho bạn ấy. Ừ. Có ngại làm dâu không? Dạ không chị. Ừ. Em giúp được á. Nấu canh, từ kia mình hết hết luôn rồi. Làm được hết luôn, miễn chỉ cần chồng phụ mình là được đúng không? Ví dụ khi mình làm một mình thì mình cũng buồn. À, bây giờ chị Tường sẽ cho tham gia vài cái trò chơi nho nhỏ để tụi em có thể là hiểu nhau nhiều hơn, hoặc là để tụi em có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tại hai bạn còn nhát quá, hai bạn chưa có tình trường, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu. Bây giờ chơi nha, mời em một trước nè. Rồi. Cái gì mà cười lắm, đọc mà không dám đọc. Bạn chứ. Nam bế bạn nữ trong vòng 30 giây, rồi. Chia sẻ cảm nhận. Bạn nam bế bạn nữ trong vòng 30 giây, chia sẻ cảm nhận. Rồi, ăn no rồi, đứng lên, mạnh dạn. Cái này kỳ quá anh chị. Đứng lên, tiến qua bên đây. Vòng qua bên đây. Rồi em gái đứng lên ở đây để cho bạn trai thực hiện. 30 giây chia sẻ cảm nhận. Biết bế là sao không? Em không biết bế sao. Nổi không đó? Cũng làm sao làm bồng ẩm cổng bế gì đó, em làm sao em làm? Dạ. Yeah. Cho anh xin phép nha. Thử sức em ơi, sức khỏe, sức khỏe. Biết bạn nhiều ký. Buông máy. Rồi, chơi luôn. Coi chừng đập đầu người ta nha. Ô, ô, 30 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhúng nhúng thử coi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thôi tự đếm đi, vừa ẩm vừa đếm luôn. Nhìn vậy mà cũng khỏe dữ ha. Thôi đừng đó, đưa ra ngoài, đưa vậy được rồi. Đưa nữa, nhúng nhúng được rồi, nhúng ơi, khỏe dữ. Ô, trời ơi, thôi được rồi, được rồi. Quá khỏe, quá khỏe. Ổn ha, ổn ổn, về chỗ, hít thở. Được không em? Dạ được. Khỏe ha, còn có đứng lên ngồi xuống là được đó rồi, quá tuyệt vời. Cảm nhận em thấy như thế nào? Cũng khỏe, mà ai cũng. Cũng khỏe, ai khỏe? Em cũng khỏe. Ai em cũng thấy... khỏe? Em khỏe. Em khỏe rồi, tự nhiên em nói người ta cũng khỏe. Người ta chỉ được ẩm chứ người ta có ẩm em đâu mà cũng khỏe. Rồi tới bên này. Tới phiên em. Hãy đọc một đoạn thơ bất kỳ về tình yêu tôi nghe. Đọc thiếu rồi, nếu không đọc được bị phạt nữa đúng không? Đó. Tôi cho bạn thử, các bạn có khỏe không lại rồi tôi bắt cổng lại nè, ẩm lại nè. Rồi. Biết thơ cho con nít không à? Thơ tình yêu không biết biết không? Nào ai định nghĩa được tình yêu? Em có đọc một đoạn thơ mà không nhớ rõ lắm. Tình... Cố tiêu rồi. Tôi đếm từ 1 đến 5 nha, không được là phạt nha. Đồng ý không em? Đúng không? Phạt là em lời, bảo đảm luôn nè. 1 2 3 4 5 bị phạt. Phạt bạn nữ bước qua bên đây. Qua đi rồi tính tiếp. Người ta ẩm mình 30 giây rồi phải không? Em ẩm lại thì kỳ quá, đâu có được, em đâu ẩm nổi. Bây giờ em hãy hung lên má anh ấy 30 giây. Rồi cảm nhận. Bắt đầu. Tôi cũng sẽ đếm. 1 2
3 4 5 hít vô 6 7 cảm nhận đi, đếm thầm trong bụng đi. Thật quá à, tôi cũng thích ai hùng thùy bà người vậy quá à. Trời ơi, có anh nào ở đây không? Hết giờ. Về chỗ đi rồi nói cảm nghĩ. Vui rồi, hôm nay là tình yêu chấm nở rồi. Cảm giác sao cưng? Thấy vui. Em đừng nói chị, em có cảm nhận được gì không? Thấy vui. Thấy vui. Bây giờ á, hai bạn nhìn thẳng vào nhau, hãy nói cho đối phương biết thật sự trong lòng mình đang nghĩ điều gì. À, em hôm nay gặp mặt em, anh cảm thấy em cũng dễ thương, cũng có gọi là sự gần gũi, cũng có thể chia sẻ lẫn nhau. Nếu cảm thấy được thì cho mình cơ hội để tiến tới xa hơn. Thật, anh đầu tiên thì thấy ấn tượng, rất là nhìn ấn tượng cái đầu tiên á, rất là dễ mến, rất là gần gũi và thấy anh cũng thân thiện lắm. Nếu như mà anh thấy em dễ thương thì anh xin cơ hội các bạn em. Sở dĩ chị Tường á tạo cho hai bạn cái cơ hội để tiếp xúc, không phải là ép hai bạn đâu. Hai bạn vui, chị Tường cũng rất là vui. Nhưng mà chị vui là khi mà chị yêu cầu em hình phạt cho em, mà chị hỏi cảm xúc, em trả lời là em vui là chị rất là mừng. Chị muốn làm như vậy là tại vì chị thấy hai bạn nhát quá. Mà nếu như mình không có trao đổi á, thì mình lại không cho cơ hội thì như vậy rất là phí. Cái cuộc sống mình á, đừng có để tuổi xuân nó trôi qua một cách lãng phí. Mà nếu tuổi xuân mà không có trải nghiệm với tình yêu thì thật sự là vô cùng lãng phí luôn. Đó là kinh nghiệm Duy Tường. Nên Duy Tường hy vọng là hai bạn sẽ cho mình cái cơ hội để làm gì? Để mình biết được những cái mùi vị của tình yêu nó hạnh phúc như thế nào. Đương nhiên không phải yêu là lúc nào cũng vui đâu hai bạn. Nó sẽ có vui, nó sẽ có buồn, có những cái cung bậc cảm xúc của tình yêu. Nhưng chúng ta phải yêu đi khi còn có thể. Đó là cái thông điệp chị muốn gửi đến các bạn nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này rất là quan trọng. Hồi nãy giờ mình chia sẻ như vậy, nhưng bây giờ mình hãy tự cảm nhận về bản thân mình. Nếu mình thật sự đồng ý thì mình mới bấm nút. Mình thật sự mình muốn cho đối phương một cơ hội. Và khi bấm nút là chúng ta trở thành bạn trai bạn gái của nhau để tìm hiểu nhau nha, chứ không phải là bấm nút để kết bạn, bấm nút để yêu nhau nha quý vị nha. Ha, không đồng ý thì sau 3 tiếng đếm mình lấy tay ra khỏi nút bấm. Nếu đồng ý thì mình ấn mạnh vào cái nút bấm này và giữ nguyên. Được chưa? Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Bấm chưa? Em có bấm không? Có. Đó, vậy mới là bấm nha cưng nha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Tại chị thấy bạn gái bấm bấm hoài mà chưa lên. Rồi, mời hai em qua bên đây. Bây giờ, chính thức nắm tay nhau. Một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cảm xin phép. Cảm thấy như thế nào? Thấy ấm áp. Cảm thấy ấm áp ha. Với những gì mà hai bạn chia sẻ ở đây rất là chân thành. Và chị Tường cũng rất là vui và mong rằng là hai bạn sẽ cho nhau cái thời gian, cơ hội để tiến tới với nhau nha. Nếu có tin vui thì báo cho chị Tường biết nha. Nhớ mình mới yêu lần đầu, có nóng giận, có gì mình cũng nhường nhịn, mình san sẻ với nhau nha. Cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là Cát Tường đã thành công với vai trò bà Mai của mình. Cát Tường xin cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Những bạn nào mà đang còn loay hoay tìm một nửa của mình á, hãy nhanh tay đăng ký với chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé, để gặp Cát Tường nè, rồi được Cát Tường sẽ mai mối cho quý vị một người bạn đồng hành với mình trong cuộc sống sau này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi người có thể theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng từ thứ ba, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.